chương 376, chẳng có ai sống sót. Nếu ban đầu anh ta chịu ngoan ngoãn bán cổ phần của khoa học công nghệ tầm mộng cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không đưa ra hạ sách này. Ai bảo anh ta cứng đầu cứng cổ, đáng đời. Tôi đã cắt đứt toàn bộ con đường giao thương cũng như chuỗi vốn hàng đầu của anh ta. 1,2 tỷ tệ, anh ta nợ 1,2 tỷ tệ trong một lần. Sau đó ngày nào ta cũng sai người đi đòi nợ dục người bên cạnh lần lượt rời xa anh ta cho đến khi cuộc sống của anh ta bị đảo lột, thậm chí chuyện anh ta được sống tiếp cũng là hy. Vọng xa vời, anh ta đã tự sát, là bị tôi dồn vào chỗ chết. Tây môn tuấn lạnh lùng nhìn giang sách, sao nào, chẳng phải anh hận tôi đến chết à. Tôi biết anh có rất nhiều cơ hội để giết tôi, nhưng anh không làm, mà anh muốn từ từ chơi đùa với tôi đến chết, để cho tôi biết mặc kệ tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi nỗi đau đớn này nhưng tiếc rằng anh phải thoát khỏi cuộc chơi rồi tây môn tuấn tối doanh nghiệp thiên đỉnh của chúng tôi không thể chơi đùa với hạng người nhỏ bé như giang sách anh trước đây anh có cơ hội nhưng lại không chịu giết tôi vậy thì hôm nay người chết sẽ là anh giang sách ngẩng đầu lên nhìn tây môn tuấn ở trên cao nghe anh ta nói ra sự thật về cái chết của giang mạch nỗi hận trong lòng anh càng sâu đậm hơn em trai anh xin lỗi anh xin lỗi cảm giác áy náy và bất lực sâu đậm lại chiếm trọn trái tim giang sách. Tây Môn Tuấn hít sâu một hơi nói, năm đó anh không ngăn cản được cái chết của Giang Mạch, bây giờ anh cũng không thể giành lại cho cốt của Giang Mạch. Giang sách, người làm anh trai như anh thật thất bại. Dứt lời anh ta liền mở nắp hộp cho cốt ra. Giang sách, anh hãy nhìn kỹ em trai của anh bị lột da chóc thịt như thế nào. Rồi anh ta lật cổ tay. Hộp cho cốt rơi xuống. Một nắm cho tàn lớn rơi xuống, bay tứ tung khắp trời trong mắt giang sách đã hiện lên tơ máu thậm chí nước mắt của anh đã bất giác tuôn rơi làm vành mắt ươn ướt đàn ông không dễ rơi lệ là vì chưa chạm đến nỗi đau trong lòng không phải chiến thần tu la là không biết khóc mà là không được khóc hai mắt anh ngấn nước nhất thời cảm giác hổ thẹn nhớ nhung và tự trách đối với em trai đã chiếm trọn trái tim anh hai tay anh siết chặt thành nắm đấm cánh tay duỗi thẳng nhất thời bộc phát sức mạnh ra bên ngoài. Các cậu xử anh ta cho tôi. Sau tiếng gào giận dữ của Tây Môn Tuấn, bảy tám tên cao thủ siêu cấp cùng sông lên, mỗi con dao găm đều nhắm vào bộ phận quan trọng của giang sách mà đâm tới. Cổ, tim, sau gáy, cột sống, chỉ cần bị đâm chúng vào bất kỳ chỗ nào thì đều chết chắc trong một chiêu. Nguy hiểm ập tới. Trong tình huống như thế này, người bình thường khỏi cần phải nghĩ làm thế nào để mình sống sót, điều duy nhất mà họ có thể nghĩ là làm thế nào để mình khỏi chết thảm như vậy. Nhưng Giang Sách không phải là người bình thường, mà anh là chiến thần Tu La. Ha! À, Giang Sách gầm lên rồi vụt ra phía sau một người đàn ông cao lớn như gió táp, một tay túm chặt đầu hắn ta. Sau đó anh siết chặt các ngón tay. Giang Giác, Giang Giác, người đàn ông cao lớn còn chưa kịp hét lên thì tay chân đã sụi lơ. Giang sách đá dao găm dưới sàn ra ngoài lên, ném dao găm đâm thẳng vào ngực một người đàn ông lực lưỡng đang lao tới. Chỉ trong nháy mắt, đã có hai người chết. Sáu tên đàn ông cao lớn còn lại liếc nhìn nhau sau đó cùng sông lên. Bóng dáng của giang sách vô cùng quỷ quái, hành động nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, chiêu thức thì càng độc ác, không hề sử dụng chiêu thức ngoại lệ, tất cả đều chết trong một chiêu. Chỉ có hai từ, mạnh mẽ. Toàn bộ quá trình chiến đấu còn chưa tới 10 giây, cả tám tên cao thủ siêu cấp trăm người chọn một đều ngã xuống sàn, chẳng có ai sống sót. bọn họ thật sự đã chọc giận giang sách, chọc giận người đàn ông không nên chọc giận nhất. điều đang chờ đợi bọn họ ngoài cái chết ra thì chẳng còn gì khác. tây môn tuấn đứng trong gió nâng người chứng kiến cảnh tượng này thì nuốt nước bọt, sợ đến mức không thể đứng vững, cả người bủn rủn ngồi bệt xuống gió nâng người cũng may bản thân đã dự kiến trước nên sớm được nâng lên cao, bằng không có lẽ bây giờ anh ta đã là một cỗ thi thể rồi. Tuy nhiên Giang Sách đã đứng bên dưới gió nâng người, lúc này đang ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Tuấn. Cặp mắt đó đầy sát khí. Tây Môn Tuấn nhìn mà sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, trong căn phòng nhỏ tối tăm, chương 377, tôi cầu xin anh có được không? Tôn Vĩnh Trinh vô cùng đau lòng khi chứng kiến mấy thuộc hạ của mình bỏ mạng hắn ta liên tục than thở, chú em, chú hãy nhìn chuyện tốt mà chú đã làm đi. Chỉ trong tích tắc chú đã khiến tôi tổn thất tám thuộc hạ đắc lực rồi. Nhưng tồn tại ngôn cười ha hả. Dù sao cũng chỉ là một lũ cầm thú giết người phóng hỏa, chết rồi cũng tốt. Chú, tôn vĩnh trinh thức đến mức suýt hộp máu. Tồn tại ngôn cười nói, anh đừng lo, tôi sẽ không để bọn họ chết một cách vô ích đâu bây giờ Giang Sách đang bị thù hận chiếm trọn hai mắt cộng thêm một loạt trận chiến càng khiến anh ta căm hận hơn. Bây giờ ngoài việc muốn giết người ra thì anh ta sẽ vứt bỏ tất cả mọi chuyện. Tôn Vĩnh Trinh cao mày, sau đó thì sao? Tôn Tại Ngôn nhìn vào màn hình nói, sau đó anh ta sẽ giống như một con heo rừng đang phát điên, chỉ biết và đập loạn xả ở khắp nơi, nhưng lại không biết cảm bẫy đã nằm ngay bên cạnh anh ta. Cảm bẫy, Tôn Vĩnh Trinh sửng sốt, cảm bẫy gì? Tại sao tôi lại không biết? chẳng phải chủ cần nhiều người tới bao vây giết chết anh ta à. Ha ha. Tôn Tại Ngôn nhìn Tôn Vĩnh Trinh như một kẻ ngốc, tôi không nhất thiết phải nói cho anh biết mọi thứ, bởi vì đầu óc heo của anh hoàn toàn không thể tiếp thu nhiều thông tin như vậy. Anh chỉ cần ngồi xem là được, bớt phát biểu những lời ngu xuẩn đó lại đi. A. À, dù Tôn Vĩnh Trinh tức giận đến đâu cũng không tiện nói gì nữa, mà nghiến răng nuốt giận vào bụng. Chỉ cần có thể trừ khử Giang Sách thì những chuyện khác đều dễ nói để tôi xem chú lợi hại đến đâu. Nếu không trừ khử được giang sách để tôi xem chú giải thích với tôi thế nào. Trong nhà kho, Tây Môn Tuấn bị dồn ép đến mức nhìn trái nhìn phải rồi thuận thế leo lên giàn giáo định bỏ chạy. Sao giang sách có thể cho anh ta cơ hội để chạy trốn cơ chứ? Chỉ trong tích tắc anh đã leo lên đuổi theo sát nút. Tên khốn này đã giết chết giang mạch, hơn nữa còn ném cho cốt đi nên hôm nay anh nhất định phải tự tay giải quyết anh ta. Bích, tây môn tuấn đập đầu vào tường trước mắt là đường cùng phía sau là chiến thần tu la đang đuổi theo sát nút anh ta đã hết đường bỏ chạy rồi chỉ còn lại một con đường chết phịch tây môn tuấn quỳ thắng xuống sàn để giữ lại mạng sống anh ta mặc kệ mặt mũi gì đó rồi liên tục cầu xin giang sách giang sách anh đánh tối một trận là được rồi đừng giết tôi có được không tôi bảo đảm sau này sẽ không đối đầu với anh nữa được chưa tôi cầu xin anh tôi thật sự đã biết sai rồi tôi cầu xin anh có được không lúc này mới nghĩ đến việc cầu xin tại sao trước đó lại không làm lúc anh ở thế thượng phong thì muốn giết tôi còn lúc anh yếu thế mới nhớ đến việc cầu xin trên đời này làm gì có chuyện được lợi như vậy giang sách vung một cánh tay chỉ đáp lại anh ta hai chữ chết đi lúc giang sách định giết chết tây môn tuấn thì trần nhà bỗng mở ra rồi một chiếc lồng sắt nặng nề rơi xuống Giang sách biết rõ tình hình không ổn nên định bỏ chạy. Nhưng anh lại ngạc nhiên phát hiện ra dưới chân bỗng nhô lên hai bàn tay sắt túm chặt mắt cá chân của giang sách. Trong lúc anh vùng vẫy, chiếc lồng sắt đã rơi xuống nhốt anh ở trong đó. Chiến thần Tu La đã trở thành con thú bị vây nhất. Chứng kiến cảnh tượng này, Tôn Vĩnh Trinh ở trong phòng tối nhỏ bỗng nhảy cẫng lên. Tốt, tốt lắm. Chú em, chú thật là, chú lắp đặt cơ quan tốt như vậy hồi nào thế sao tôi lại không biết. Hắn ta nhanh chóng mở cửa ra, hưng phấn chạy tới trước lồng sắt nhìn Giang Sách đang bị nhốt ở bên trong rồi cười ha hả. Giang Sách ơi là Giang Sách, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Bây giờ anh còn cách nào nữa không? Chương 378, anh cũng không tính là ngốc. Việc anh sống hay chết đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi rồi. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Bây giờ Tây Môn Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, "Chủ tịch Tôn, anh đã sớm lắp đặt cơ quan như vậy thì phải nói trước với tôi một tiếng chứ, hại tôi sợ sắp chết rồi đây này." Tôn Vĩnh Trinh cười đáp, "Cậu đừng trách tôi, tôi cũng mới biết đây thôi." Tôn Tại Ngôn cũng bước ra vừa đi vừa nói, "Tôi không cho anh biết là sợ các anh tiết lộ tin tức, hơn nữa nếu ban đầu nói cho anh biết vị trí của cơ quan thì làm sao biểu hiện của anh có thể sợ hãi chân thực đến thế. Nếu biểu hiện anh không đủ chân thực thì với IQ của Giang Sách, e rằng đã chú ý đến tình hình không ổn." đến lúc đó chẳng phải mọi mưu kế đều như dã tràng xe cát à. Trong lòng Tây Môn Tuấn thầm cả kinh. Tên tồn tại ngôn này không những tính kể kẻ địch mà ngay cả người của mình cũng tính kế, thật nham hiểm. Nhưng nếu không như thế thì làm sao có thể từng bước du giang sách đi vào cơ quan rồi bắt trong một lần chứ? Tây Môn Tuấn hỏi, vì thế ban đầu anh tính toán bảo tôi đi lên thang nâng người không phải là vì bảo vệ tôi, mà chỉ cho tôi một con đường để chạy trốn rồi sẵn tiện dụ giang sách cắn câu đúng không? Tôn Tại Ngôn gật đầu đáp, anh cũng không tính là ngốc, thông minh hơn tên ngốc nào đó nhiều. Trong lòng Tây Môn Tuấn vừa ngạc nhiên vừa tức vừa khâm phục, lòng khâm phục mà anh ta dành cho Tôn Tại Ngôn thì không cần phải bày tỏ nữa, nhưng anh ta cũng căm hận hạng người xem thường tính mạng đồng đội như Tôn Tại Ngôn. Thật ra anh ta sai rồi, không phải Tôn Tại Ngôn không quý trọng tính mạng đồng đội mà là anh ta không quý trọng tính mạng của họ. Bởi vì Tôn Tại Ngôn hoàn toàn không xem bọn họ là đồng đội thậm chí còn ước gì bọn họ chết đi mới đúng. Tôn Tại Ngôn đi tới trước Lồng Sắt nhìn Giang Sách, Giang Sách cũng đang nhìn anh ta. Tôn Tại Ngôn cười gượng gạo, anh còn nhớ lần trước chúng ta từng cùng nhau cứu người không, không ngờ sau mấy ngày gặp mặt lại ở trong tình cảnh này, thật khiến người khác phải thổn thức. Giang Sách trầm giọng nói, tại sao một người đàn ông như anh lại thông đồng làm bậy với Tôn Vĩnh Trinh? Tôn Vĩnh Trinh bật cười, ha ha, bởi vì Tôn Tại Ngôn là em ruột của tôi. Giang Sách anh không ngờ tới đúng không? Giang sách lắc đầu gượng cười. Thảo nào lại thế? Mới đầu anh tách tôi ra khỏi thuộc hạ của tôi rồi cắt đứt manh mối theo dõi, sau đó lại lấy tám tên ra để chịu tội thay, trong lúc đầu óc tôi đang mơ màng đã sắp xếp Tây Môn Tuấn làm mồi câu cá. Sao tôi có thể không cần câu chứ? Chắc chắn hạng người ngu xuẩn như Tôn Vĩnh Trinh sẽ không thể nào nghĩ ra mưu kế kỹ lưỡng như vậy. Tôn Vĩnh Trinh nhíu mày, mặc dù rất khó chịu nhưng hình như đúng là như vậy. Thế là hắn ta tươi cười không để tâm cho lắm. Dù gì trên đời này gần như chẳng có ai thông minh như Tôn Tại Ngôn, cho nên hắn ta không thông minh như Tôn Tại Ngôn cũng chẳng có gì to tát. Tôn Tại Ngôn lấy hộp cho cốt ở phía sau ra nói, Giang Sách, anh là người tốt, tôi giết anh cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng có một chuyện anh cứ yên tâm, thật ra hộp cho cốt bị ném đi lúc này chỉ là cho cốt của một chó hoang, còn cho cốt của Giang Mạch em trai anh thì tôi vẫn luôn cất giữ đợi sau khi anh chết rồi tôi sẽ chôn cho cốt hai anh em anh cùng với nhau để hai người đoàn tụ dưới địa phủ đây là chuyện duy nhất mà tôi có thể làm cho anh cũng là bồi thường nho nhỏ mà tôi dành cho anh biết cho cốt của em trai vẫn còn giang sách liền thở phào nhẹ nhõm mối thù này cũng không còn nghiêm trọng nữa hơn nữa mắt anh đã khôi phục lại vẻ lý trí hơn nhiều tôn vĩnh trinh lắc đầu rút khẩu súng bên hông ra rồi kéo cỏ súng được rồi hai người đừng nói nhảm nữa giang sách mạng của anh nên chấm dứt tại đây kiếp sau làm người hãy để ý một chút đắc tội với ai cũng đừng nên đắc tội với tôn vĩnh trinh tôi anh hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi lúc hắn ta chuẩn bị dơ súng lên bắn thì một tên đàn em bỗng chạy tới từ phía sau chủ tịch tôn không hay rồi lối vào nam bắc đều có người xông vào đang giết thẳng tới đây cái gì tôn vĩnh trinh ngạc nhiên hỏi lại có bao nhiêu người tới đây hai người, mỗi người ở một lối vào Nam Bắc. Tôn Vĩnh Trinh thở phào nhẹ nhõm nói, cậu làm tôi sợ hết hồn, hóa ra chỉ có hai người tới đây, cậu cứ cử người đi giải quyết bọn họ là được. Chủ tịch Tôn, hình như hai người này rất lợi hại. Dù bọn họ lợi hại đến đầu thì cũng chỉ có hai người, bảo người trong xưởng ra đó hết đi, chẳng lẽ các cậu lại không bắt được hai người. Tôi biết rồi à, tên đàn em nhanh chóng rời đi chương 379, người đàn ông này chính là một con quái vật. Đúng lúc này tồn tại ngôn nhíu mày nhìn giang sách rồi hỏi, rõ ràng tôi đã cắt đứt toàn bộ. Manh mối rồi, tại sao thuộc hạ của anh vẫn có thể tìm tới đây? Giang sách khẽ cười rồi lè lưỡi ra. Trên đầu lưới của anh có một con chip điện tử to bằng móng tay, là thiết bị theo dõi. Từ lúc bắt đầu giang sách đã để vị trí của mình được định vị, cho nên thuộc hạ của anh đều biết rất rõ anh đang ở đâu tồn tại ngôn cao mày, trong lòng anh ta bỗng dâng lên dự cảm không lành như thế. Giang sách cố ý để mình bị bắt ư. Tồn tại ngôn sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên cảm thấy kế sách của mình xuất hiện sơ hở. Theo kế hoạch ban đầu của anh ta, Giang sách sẽ không chỉ bị bắt mà những người khác cũng hoàn toàn không thể tìm được đến đây. Nhưng hai đàn em của Giang sách đã thật sự tìm được nơi này. Đây là điểm bất ngờ trong kế hoạch của anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm Giang sách, hỏi anh bắt đầu cài thiết bị định vị từ lúc nào giang sách cười anh nói xem rõ ràng ngay từ đầu giang sách đã cài đặt định vị nếu không từ lúc anh bước vào khách sạn đến hiện tại bị bắt cả quá trình đã được giám sát nhất cử nhất động đều bại lộ trong mắt tôn tại ngôn không thể nào có bất kỳ cơ hội ra tay nào tồn tại ngôn nhíu mày chặt hơn nói như vậy vừa mới bắt đầu giang sách đã biết đến sự tồn tại của anh ta đề phòng anh ta từ trước không thể nào không thể nào nhận ra sự tồn tại của anh ta được. Tồn tại ngôn hỏi, giang sách, tại sao ngay từ đầu anh đã cài thiết bị định vị? Không có lý do nào cả, tôi không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, không thể nào khiến anh nghi ngờ mới đúng. Giang sách gật đầu, chính vì thế nên tôi mới càng thêm nghi ngờ. Ý anh là gì? Ý chính là nói tên ngu xuẩn tôn vĩnh trinh, mỗi kế hoạch của hắn ta đều cực kỳ ngu ngốc, để lại một đống manh mối lớn nhưng kế hoạch lần này ngay từ khi bắt đầu đã có vẻ rất thành thục nguy hiểm rõ ràng không phải là tôn vĩnh trinh bày ra đằng sau nhất định có người chỉ điểm điều tôi muốn làm là đi vào hang hổ bắt cao nhân này ra ngoài ánh mắt anh nhìn chằm chằm tôn tại ngôn giờ phút này tôn tại ngôn biết mình đã thua rồi vì vậy anh cố ý giả vờ như bị tối chọc giận bị tôi bắt được giang sách cười lạnh nói nếu không làm sao mà anh hiện thân được chứ giỏi đầu óc thông minh như vậy, lại còn có lá gan lớn thế này, bất kể ở khía cạnh nào giang sách cũng đều cao tay hơn tôn tại ngôn. Người đàn ông này chính là một con quái vật. Trái tim tôn tại ngôn đập mạnh hơn, từ nhỏ đến lớn anh ta tính kế chưa bao giờ thua, lần. Đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại, sự kinh ngạc, phẫn nộ không biết làm sao, đau đớn, các loại cảm xúc tuôn trào trong lòng anh ta. Anh ta bỗng ho khan kịch liệt, bật nắp lọ thuốc đổ hai viên thuốc ra nuốt vào để áp chế bệnh tình tôn vĩnh trinh cười ha ha nói nhiều như vậy có tác dụng quái gì tôi chỉ biết là hiện tại giang sách đang bị nhốt trong lồng đàn em của anh ta cũng chỉ có hai tên đến đây làm sao mà cứu được người làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi hắn ta nhắm khẩu súng vào giang sách anh rất thông minh đúng không xin lỗi anh chỉ là tự cho mình thông minh mà thôi đoàn tiếng súng vang lên nhưng trước khi hắn ta nổ súng bóng dáng của giang sách đã nhoáng lên như gió quét qua viên đạn rơi trong không trung. Trong một khoảng cách ngắn ngủi chưa tới một mét lại có thể nhanh chóng né đạn, tốc độ né tránh của thân hình giang sách nhanh đến nỗi thật sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tôn Vĩnh Trinh sợ hết hồn, liên tục nổ súng. chương 380, xử nữ song tử. Kết quả giang sách vẫn thuận lợi tránh được như trước, ngược lại hai người bọn họ còn suýt chút nữa ngộ thương người phe mình. Mồ hôi lạnh trên trán Tôn Vĩnh Trinh rơi xuống. Đây là trò cười ư, người đã bị nhốt chặt trong lồng sắt rồi mà vẫn không giết chết được sao lại có một loại cảm giác ngọc hoàng đại đế bắt tôn ngộ không làm kiểu gì cũng không giết chết được thế lúc này một tên đàn em chạy tới chủ tịch tôn không hay rồi hai người ở bên ngoài đã sắp đánh vào trong này rồi hả tôn vĩnh trinh sợ hết hồn nổi giận nói trong xưởng mấy trăm anh em mà không xử lý được hai người ư chủ tịch tôn thật đó không cản được nữa rồi Tồn tại ngôn bên cạnh hơi nhíu mày, rõ ràng giang sách đã có thiết bị định vị nhưng lại chỉ sắp xếp hai tên đàn em đến cứu người, điều này quá vô lý. Giang sách lạnh nhạt nói, sử nữ và song tử, Phật và ma, cho dù là tôi cũng chưa chắc có thể đồng thời ngăn cản sự tấn công của hai người bọn họ. Có thể đồng thời bố trí hai người bọn họ xuất chiến, Mộc Dương nhất đã hơi kích động rồi. Phật và ma, tồn tại ngôn lập tức rời đi, quay về căn phòng nhỏ tối tăm. Tôn Vĩnh Trinh nói với Tây Môn Tuấn, cậu ở đây trông chừng giáng sách, tôi đi xem tình hình ra sao. Hắn ta đi theo tồn tại ngôn đến phòng tối nhỏ, bật máy tính giám sát lên, kiểm tra tình hình mới nhất ở hai hướng Nam Bắc. Giống như tên đàn em kia nói, thực sự có hai người đàn ông đang đánh vào trong. Bên cửa Nam là một người trẻ tuổi tướng tá trang nghiêm, trên cổ đeo một chuỗi Phật Châu, ấn đường chấm một điểm hồng tâm, mỗi lần ra tay uy lực đều rất mạnh mẽ nhưng chỉ đánh người ta ngất đi chứ không hề gây tổn thương hay giết người bên cửa bắc lại hoàn toàn trái ngược đó là một người đàn ông tướng mạo tà ác giống như ma quỷ ngoi lên từ địa ngục hai tay gò má đều bị máu tươi nhuộm đỏ nơi anh ta đi qua ắt sẽ thấy máu phàm là kẻ nào dám bước lên trước chiến đấu nếu không phải gãy tay thì cũng là gãy chân thậm chí còn mất mạng giống như những gì giang sách vừa nói một phật một ma sử nữ song tử tôn tại ngôn thở dài một hơi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không đối mặt với thực tế thua rồi gì cơ tôn vĩnh trinh cực kỳ khó hiểu đùa cái gì vậy chứ đối phương chỉ có hai người đến mà cũng không đối phó được ư tôn tại ngôn khẽ lắc đầu cầm lấy áo đặt trên bàn sau đó đặt hộp đựng cho cốt xuống lạnh nhạt nói bây giờ anh đi theo tôi còn có thể giữ được một mạng nếu như ở lại thì chính là chết anh chọn kiểu gì đây tôn vĩnh trinh vô cùng lúng túng nhưng đã bắt được giang sách rồi thật sự phải buông tha vào lúc này hay sao tôn tại ngôn cười lạnh bắt đó là kế sách người ta đi vào hang hổ mà thôi anh giết được anh ta không hả đã đến mức này rồi cử đi như vậy sao bây giờ để tây môn tuấn chịu tội thay trả hộp cho cốt cho giang sách tin rằng như vậy có thể làm dịu đi lửa giận của anh ta sẽ không bị truy đuổi nữa hai ta còn có đường sống nếu chậm hơn mấy phút nữa thì đường sống này cũng mất luôn. Tôn Vĩnh Trinh rất khó chịu, hay là tôi sắp xếp thêm mấy người nữa cùng nhau bắn, không tin không thể giết chết anh ta. Tôn Tại Ngôn lắc đầu, đừng nghĩ nữa, giang sách sẽ không cho anh cơ hội đầu. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh đi hay là không? Cuối cùng Tôn Vĩnh Trinh nhìn hai người đàn ông khủng bố kia qua màn hình, nội tâm đấu tranh dữ dội. Đi! Không nói thêm gì nữa, hai người lên nóc nhà, từ thang máy bí mật rời khỏi kho hàng xưởng, ngồi trong xe đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước lao nhanh đi. Cuộc chiến trí tuệ lần này, tồn tại ngôn hoàn toàn thua. Nhưng chỉ cần anh ta vẫn còn sống thì sau này sẽ có cơ hội phản công. Có câu nói rất hay, núi xanh còn đó không lo không có củi đốt, đạo lý này không có ai hiểu hơn anh ta. chương 381, Giang Sách rất cảm động. Trong xưởng chỉ có Tây Môn Tuấn còn đang ngu ngốc chĩa súng vào Giang Sách, hồn nhiên không hề biết bản thân đã bị vứt bỏ giang sách nhìn xung quanh một chút lại quay sang nhìn tây môn tuấn anh đã bị vứt bỏ rồi tây môn tuấn ngẩn người giơ súng nhắm vào đầu giang sách anh nói bậy bạ gì đó giang sách nhàn nhạt nói súng của anh không thể nào giết chết tôi đâu tại sao còn phải uống công vô ích làm gì nếu như anh không tin tôi thì có thể đi nhìn xem anh em họ tôn có còn ở đó không tây môn tuấn nuốt nước bọt nhìn về phía phòng nhỏ tối lẽ nào thật sự tôn vĩnh trinh đã bỏ anh ta không phải không có khả năng này tây môn tuấn nghĩ tới nghĩ lui vừa định bước vào trong phòng tối nhỏ xem một chút bỗng nhiên cửa kho hàng bị người ta đá văng ra hai tên đàn em một trước một sau đạp bay cửa rơi xuống đất sử nữ và song tử phật và ma đồng thời đến kho hàng tây môn tuấn sợ trắng bệch cả mặt giơ tay lên chính là một khẩu súng song tử vột đến bên cạnh tây môn tuấn như cơn gió, một tay ấn anh ta vào cái lồng sắt, tay còn lại chuẩn bị đâm về phía cổ anh ta. Nếu như bị đâm trúng, chắc chắn sẽ phải chết. Giang sách tăng hắng một tiếng, giữ lại mạng của anh ta. Trong mắt song tử lóe lên một tia sáng, bàn tay đang dí đầu tây môn tuấn quăng đi giống như đang xả rác vậy. Hai tay anh ta nắm lấy hai song sắt định tay không đẩy ra. Giang sách lắc đầu, đây là lồng sắt được chế tạo đặc thù, nếu như có thể đẩy ra thì tôi đã sớm ra tay rồi, không cần uổng phí sức lực đâu. Sử nữ mỉm cười đi đến bên cạnh ẩn chốt đóng mở, kéo lồng sắt lên trên. Lão đại, bước tiếp theo làm thế nào? Sử nữ hỏi. Giang sách chỉ vào Tây Môn Tuấn, bắt anh ta về nhốt lại, nghe tôi xét xử bất kỳ lúc nào. Vâng. Sử nữ đi qua chỗ Tây Môn Tuấn trói lại. Giang sách không tiếng động đi vào trong phòng tối nhỏ, bật đèn lên nơi này đã sớm không còn ai cả, tất cả tài liệu trong phòng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Tôn tại ngôn rất cẩn thận, trước khi đi cũng không để lại cho giang sách bất kỳ manh mối truy lùng nào cả. Có điều anh ta lại để lại cho giang sách thứ mà anh muốn có được nhất hộp cho cốt. Giang sách ôm hộp cho cốt vào trong ngực. Mạch, xin lỗi em, anh để em phải sợ hãi rồi. Anh xin hứa với em sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Người thông minh như Giang Sách đương nhiên hiểu được đây là hành động thỏa hiệp của tôn tại ngôn. Nếu như để lại Tây Môn Tuấn, lại trả hộp cho cốt, Giang Sách không có lý do gì để tiếp tục truy đuổi. Trên thực tế, sát ý của Giang Sách thực sự đã nguội đi. Không thể không nói, đối với lòng người, tôn tại ngôn vẫn nắm được tương đối chính xác, cho dù là Giang Sách, vui giận cũng nằm trong suy đoán của tôn tại ngôn. Thất bại lần này cũng chỉ là kém một chiêu thôi. Cũng không tính là thua quá khó coi. Giang Sách nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn hơi hoảng, nói: "Tôn Tại Ngôn, một đối thủ đáng gờm, có người như vậy trợ giúp Tôn Vĩnh Trinh, chúng ta sau này sẽ có phiền phức lớn." Lần này thất bại sẽ khiến cho động thái tiếp theo của Tôn Tại Ngôn càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm khó lòng đề phòng. Nhưng mà, Giang Sách liếm môi, trông có vẻ khá hưng phấn, từ khi rời khỏi Tây Cảnh, đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác hưng phấn như vậy. "Tôn Tại Ngôn, anh mạnh thế nào thì cứ dốc hết ra cho tôi xem đi." tuyệt đối đừng khiến cho tôi phải thất vọng. Cao thủ so chiều luôn luôn là sự hưng phấn của giang sách. Trăng soi bóng đêm, sương bay đầy trời. Một mình giang sách trở lại số 33 tiểu khu danh huyền, đi tới trước cửa biệt thự. Mới vừa bước vào đã nhìn thấy Đinh Mộng Nhiên ngồi trên sofa chắp hai tay không ngừng khẩn cầu với một pho tượng Bồ Tát. Người anh vốn đang kiên cường, trong lòng bỗng mềm mại. Giang sách rất cảm động, Người đàn ông dù bên ngoài có khổ sở mệt mỏi thế nào, chỉ cần trở về nhà cảm nhận được tình yêu của vợ thì những thứ kia đều đáng giá. Anh nhẹ nhàng đi tới trước sofa ngừng hơi thở, cúi người xuống hôn mạnh một cái lên trán Đinh Mộng Nghiên. A. À, Đinh Mộng Nghiên giật mình, lập tức nhảy ra. Chương 382, sau này có cơ hội rồi tính sau. Cô vội vàng chắp hai tay quỳ trước tượng Bồ Tát, âm thầm khấn cầu, quan thế âm Bồ Tát đại từ đại bi cảm ơn ngài đã phù hộ cho chồng con bình an trở về sau này con nhất định sẽ dâng hương cảm tạ đại ân đại đức của ngài vừa nói cô lại cung kính dập đầu mấy cái giang sách cười khổ lắc đầu mộng nhiên em làm gì vậy chứ đinh mộng nhiên trợn mắt nhìn anh một cái không được cười nghiêm túc đi anh có thể bình an trở về đều là do bồ tát phù hộ đấy anh mau quỳ xuống dập đầu với bồ tát giang sách không cưỡng được cô không biết làm sao đành quỳ xuống, dập đầu trước bồ. Tát, mọi thứ xong xuôi mới để cho Giang sách ngồi trên ghế sofa. Anh hỏi, em lấy tượng Phật Bồ Tát này ở đâu ra thế? Đinh Mộng Nhiên nói, ngày hôm qua em nhìn thấy anh bực bội bỏ đi, chỉ lo rằng anh bỗng nhiên ấm đầu làm ra chuyện gì kích động. Em cũng không thể nào giúp đỡ anh việc gì, chỉ đành thỉnh một pho tượng Bồ Tát về nhà. Anh có thể đừng xem thường vị Bồ Tát này không, em phải đến miếu mời đại sư qua đây làm phép đấy. Đại sư nói rồi, chỉ cần niệm đủ 998 một lần kinh kim cang là có thể phù hộ cho người mình yêu được bình an trở về. Anh có thể về đều do Bồ Tát phù hộ đấy, sau này anh phải siêng thắp hương, bớt ăn thịt đi có biết chưa? Trái tim mềm nhún của Giang Sách run lên một chút. Anh nắm lấy tay Đinh Mộng Nghiên, vì vậy hai ngày này em đều ở nhà niệm 998 một lần kinh kim cang vì anh à. Nhìn vào đôi mắt đen lấy sâu thẳm của Đinh Mộng Nhiên, trong mắt còn vương tơ máu, nghĩ cũng biết được nhất định hai ngày nay cô ngủ không ngon giấc. Mộng Nhiên, thật xin lỗi vì để cho em phải lo lắng. Anh xin hứa với em từ nay về sau tuyệt đối sẽ không khiến em phải lo lắng nữa. Mộng Nhiên, anh, anh rất nhớ em. Ánh mắt hai người giao lại một chỗ, trong không khí tràn ngập hương vị tình yêu. Mặc dù bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng thật sự ở bên cạnh nhau cũng chỉ có vài tháng này thôi mặc dù yêu thương lẫn nhau nhưng lớp giấy cuối cùng kia vẫn chưa hề bị đâm. Rách, Đinh Mộng Nghiên xấu hổ đỏ mặt quay mặt đi nói, ai bảo anh nhớ. Hừ, em mới niệm được 79 lần, còn hai lần nữa chưa đọc xong, anh đừng có quấy rầy em. Giang sách nhíu mày, anh cũng đã bình an trở lại rồi, còn niệm cái gì nữa chứ? Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, cái này không được đầu, lòng phải thành thì mới linh nghiệm. Đã nói 81 lần là phải đúng 81 lần, thiếu một lần cũng không được. Nếu không lần sau Bồ Tát sẽ không phù hộ cho chúng ta nữa. Cô đẩy giang sách, anh mau đi tắm đi, mùi thối trên người nồng như vậy, không tắm cho sạch sẽ thì tối nay không cho anh ngủ trên giường. Giang sách mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đặt hộp cho cốt xuống, cởi áo khoác ra. Giang sách đi vào trong phòng tắm tắm rửa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đời này kiếp này anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương đến Đinh Mộng Nghiên. Người phụ nữ này đáng giá để anh dùng cả tính mạng yêu thương cô. Đêm khuya, hai người nằm trên giường. Đinh Mộng Nhiên nằm trong lòng Giang sách, đầu gối lên bả vai anh, mái tóc dài xóa ra phủ sau lưng. Hai người lặng lặng ôm nhau. Bọn họ đã rất lâu không ngủ với nhau như thế này. Trong lòng Đinh Mộng Nhiên hơi sợ, tay đặt trên bụng Giang sách nhéo một cái, cô muốn. Không đợi cô lên tiếng, giọng nói trầm thấp của Giang sách đã vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Mộng Nhiên, anh muốn xin em giúp một chuyện. Trái tim Đinh Mộng Nhiên đập mạnh, dường như hiện tại không phải lúc làm chuyện đó, tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến. Hai, sau này có cơ hội rồi tính sau. Cô mỉm cười hỏi anh, chuyện gì thế? mươi 383, mỗi ngày anh sẽ về nhà đúng giờ với em. Giang sách chỉ vào hộp cho cốt trên bàn, đã lấy được hộp cho cốt về rồi, anh muốn xây mộ lại cho mạch, địa điểm vẫn ở dọc theo bờ Tây Giang bên đó không phải do chủ công ty phụ trách sửa đổi xây lại sao anh muốn nhờ em giúp đỡ xây dựng một ngôi mộ lớn không chỉ cho một mình mạch cũng là để chuẩn bị cho những người khác cần dùng mạch quá cô đơn anh muốn để cho nó ở dưới suối vàng có người làm bạn nói chuyện cùng để không cô đơn nữa đinh mộng nhiên suy nghĩ một chút chuyện này không khó ngày mai em đến công ty đề xuất ý kiến là được rồi vốn ban đầu có thể ký được hợp đồng đều là có công lao của anh em nghĩ ông nội chắc là sẽ không cố ý làm khó đâu ha ha mối quan hệ của đinh trọng và giang sách mà không cố ý làm khó ư giang sách cười khổ lắc đầu em cứ cố hết sức là được nếu như thật sự không làm được thì thôi vậy đinh mộng nhiên bĩu môi anh không tin em đến vậy à hừ giang sách bật cười không phải không tin em là sợ em và ông sẽ khó xử anh không muốn nhìn thấy em phải chịu một chút xíu ấm ức nào. Đinh Mộng Nhiên ôm giang sách chặt hơn. Vậy nếu như em làm được chuyện này thì anh phải cảm ơn em thế nào đây? Anh! Giang Mộng Nhiên vén đầu ngủ của Đinh Mộng Nhiên, mỗi ngày anh sẽ về nhà đúng giờ với em. Đinh Mộng Nhiên đỏ bừng mặt thẹn thùng. Giỏi đấy, Giang Sách, anh ngày càng biết ăn nói linh tinh rồi, em không để ý anh nữa. Cô xoay người quay lưng lại với Giang Sách. Nào ngờ làm như vậy ngược lại càng thuận lợi cho Giang Sách tấn công từ phía sau, muốn làm gì thì làm. Tay Giang Sách rất không an phận, mò vào trong quần áo của Đinh Mộng Nghiên. Lần đầu tiên bọn họ không có khoảng cách tiếp xúc, Đinh Mộng Nghiên lớn như vậy rồi cũng là lần đầu tiên để cho một người đàn ông làm thế này. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng lại rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách từ sớm đã thức dậy ra khỏi nhà. Đi đến văn phòng tổng phụ trách, bảo người dẫn Tây Môn Tuấn ra ngoài. Đi tới phòng làm việc, Tây Môn Tuấn hơi ngẩn người. Nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn một lượt phòng làm việc trang trọng, trong lúc nhất thời anh ta hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đối với thân phận của Giang Sách lại càng không đoán được ra. Cho tới nay, anh ta đều cho rằng Giang Sách chỉ là loại nhà khá giả, cộng thêm đi lính vài năm, có vài đàn em đáng tin nhưng thật sự không ngờ gian sách lại có một phòng làm việc trang trọng thể này. Cảm giác này, nếu so với văn phòng của Tôn Vĩnh Trinh ở doanh nghiệp thiên đỉnh còn sang trọng hơn nữa. Quỳ xuống, Mộc Dương Nhất đứng đằng sau đạp một cước, Tây Môn Tuấn nhất thời quỳ phịch xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn gian sách. Ngước nhìn lên trên lại càng trông thấy sự lạnh lùng của gian sách rõ ràng hơn. Tây Môn Tuấn không phải tên ngốc, từ cảnh tượng hiện tại tự mình có thể đoán được ra sơ sơ. Anh ta nuốt nước miếng, Do xét hỏi, giang sách, xem ra anh không chỉ là người của khoa học kỹ thuật tẩm mộc, giải trí ức mạch, cũng không chỉ có một đám đàn em đáng tin mà anh còn có thân phận đặc biệt hơn nhỉ. Giang sách lạnh nhạt nhìn anh ta, anh có thể đoán thử xem, rốt cuộc thân phận thật sự của tôi là gì. Tây Môn Tuấn nhìn xuyên qua kính cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài, anh ta nhận ra được, đây là nơi mà lãnh đạo một bộ phận mới có tư cách ở, cho dù là đại tài phiệt như Tôn Vĩnh Trinh cũng không có tư cách ở trong tòa nhà lầu này vì vậy tôi đoán anh nhất định là quan chức cấp cao của thành phố giang nam giang sách gật đầu đúng vậy tây môn tuấn cười khổ một tiếng vậy chẳng trách từ trước tới nay những người tôi sắp xếp bên trong cục thành phố đều bị anh giải quyết từng người một hóa ra anh có ghế ở trong cục thành phố à chỉ là không biết anh ngồi ở vị trí nào đây cục công thương cục thủy lợi hay là cục xây dựng đô thị hay là cục công an giang sách lắc đầu đều không phải ố vậy anh là nhắc nhẹ anh một chút tôi được điều chuyển tới đây mới vài tháng trong ấn tượng của anh vài tháng trước đó những lãnh đạo cục thành phố được điều chuyển tới đây có ai mấy tháng trước tây môn tuấn nghĩ ngợi một chút lãnh đạo được điều tới mấy tháng gần đây không nhiều hơn nữa anh ta đều quen biết không có ai phù hợp với danh sách đúng rồi đúng là có một người từ sau khi điều chuyển đến đây tây môn tuấn vẫn chưa có được cơ hội gặp mặt đến bây giờ anh ta cũng không biết mặt mũi của đối phương ra sao. Nhưng, không thể nào, Giang Sách tuyệt đối không thể nào là vị nhân vật lớn kia. Vị đại nhân đó trở về từ Tây Cảnh. Nói được một nửa, Tây Môn Tuấn bỗng ngẩn ra, Tây Cảnh. Không phải Giang Sách cũng trở về từ Tây Cảnh hay sao? mươi 384, nhưng bây giờ biết được đã quá muộn màng. Nói mới nhớ, từ đầu đến cuối, Tây Môn Tuấn vẫn không biết Giang Sách ở Tây Cảnh giữ chức vụ gì. Từ đầu đến cuối, anh ta đều tưởng rằng Giang Sách chỉ là một tên lính quen, cùng lắm thì là một tiểu đội trưởng, bởi vì nếu như lãnh đạo lớn quay về không thể nào không có bất kỳ sự hoan nghênh nào cả. Nhưng thực tế thật sự giống như những gì anh ta nghĩ sao? Tây Môn Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. "Giang Sách, anh, chắc anh không phải là..." Anh ta không dám cũng không muốn tin sự thật này. Giang Sách khẽ cười nói, "Xem ra anh đã đoán ra tôi là ai rồi." Tây Môn Tuấn hít sâu một hơi, anh là người tổng phụ trách ba khu thống nhất vừa mới được điều chuyển đến không lâu ở khu Giang Nam Ư. Mọi người đều yên lặng. Giang sách không nói câu nào. Không nói, đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Ha ha, ha ha ha. Tây Môn Tuấn đột nhiên cười như điện, người tổng phụ trách ư. Thế mà anh lại là người tổng phụ trách à? Nực cười quá, chúng tôi đấu với anh lâu như vậy, vậy mà ngay cả thân phận thật sự của anh là gì cũng không biết anh ta cúi đầu, người chúng tôi hại chết lại là em trai ruột của tổng phụ trách. Doanh nghiệp thiên đỉnh tôn vĩnh trinh tiêu đời, bọn họ đều tiêu đời rồi, hoàn toàn không có khả năng thẳng. Với thân phận của giang sách, giết chết bọn họ dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Bây giờ Tây Môn Tuấn mới nhận ra cái gì gọi là biết rõ là chết, phản kháng vô ích. Thật ra anh ta nên nghĩ đến từ lâu, từng lần thất bại liên tiếp, nhiều đàn em như vậy, bao nhiêu người trong cục thành phố đều đến giúp đỡ giang sách, sao mà giang sách có thể chỉ là một kẻ bình thường cho được nhưng bây giờ biết được đã quá muộn màng tây môn tuấn lòng như cho tàn cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ còn giang sách giống như đại dương mênh mông sẽ nuốt lấy anh ta bất kỳ lúc nào sức mạnh quá to lớn vượt trội giang sách bình thản nói bây giờ anh hãy nói ra toàn bộ tất cả những gì anh biết cho tôi đây là cách duy nhất để anh có thể giữ được mạng sống của mình phòng tuyến tâm lý của Tây Môn Tuấn bị đánh sập hoàn toàn, giang sách hỏi gì anh ta đáp ấy. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, anh ta đã nói ra hết sạch tất cả những gì mình biết, trong đó bao gồm cả việc vì sao tôn tại ngôn lại giúp tôn Vĩnh Trinh làm chuyện này. Giang sách ngồi trầm lặng, trong ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn. Là một người đi theo giang sách đã lâu, Mộc Dương nhất đương nhiên hiểu rõ tính cách của giang sách, anh ấy cười nói với giang sách, đại ca, anh lại muốn thu người giỏi rồi phải không? giang sách họ một tiếng không nói gì mộc dương nhất nói tiếp đại ca giờ em đi sắp xếp người tìm cô gái tên là tiểu điệp kia liền có tiểu điệp rồi tồn tại ngôn sẽ không giúp tôn vĩnh trinh làm việc nữa anh cũng có thể thu người về dưới trướng một mũi tên chúng hai đích giang sách trầm ngâm một lát cho người đi tìm tiểu điệp cũng được nhưng đừng lấy việc này làm điều kiện làm thế thì tôi khác gì tôn vĩnh trinh đâu mộc dương nhất hỏi thế đại ca định làm thế nào ạ à? khóe miệng giang sách hơi nhếch lên, em có biết chuyện Gia cát lượng thu phục Khương Duy trong Tam quốc diễn nghĩa không? Mộc Dương nhất xấu hổ đỏ bừng mặt. Một tên đi lính thô thiển như anh ấy thật sự là chưa đọc được mấy quyển sách. Giang sách đưa mắt nhìn anh ấy một cái, rảnh rỗi chăm đọc sách vào, đừng có suốt ngày chỉ biết uống rượu đánh nhau. Gia Cát Lượng biết Khương Duy có tài nên lập kẻ đánh bại Khương Duy cho anh ta tâm phục khẩu phục đi theo Gia Cát Lượng, trở thành trụ cột sau này của nhà thục Hán. Tôn tại ngôn là nhân tài, nhưng tuyệt đối không thể lợi dụng tiểu điệp làm con tin để ép cậu ta đến, làm vậy bẩn quá. Chuyện anh muốn làm là khiến cậu ta hoàn toàn chịu thua, để cậu ta cam tâm tình nguyện về làm việc dưới chướng mình. Mộc Dương nhất gật đầu, thuộc hạ đã rõ. Được rồi, các cậu có thể lui xuống rồi. Vâng, mọi người lui xuống, giang sách đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập chờ đợi. Chờ đợi lần thứ hai giao đấu với tôn tại ngôn cũng chờ đợi một thiện tượng như anh ta có thể về nghe lệnh mình. chương 385, Lương Tâm thức tỉnh à. Mặt trời lên cao, tại y quán nhà họ Tân. Mấy ngày nay, Tân Tử dân rời khỏi khu Giang Nam đi giải quyết công chuyện, tạm thời không trở lại, cả một y quán nhân trị chỉ còn lại một mình Tân Huẩn quản lý nên cũng khá mệt mỏi. Cô ấy có khôn khéo hơn nữa thì cũng chỉ là một cô gái. Ngày nào cô ấy cũng cực kỳ mong chờ người đàn ông đó sẽ đến y quán, mặc kệ anh nói gì làm gì chỉ cần có thể nhìn thấy anh tân uẩn đã cảm thấy vui vẻ rồi đã nói là còn mấy thứ nữa chưa dạy anh ta sao mà lâu thế vẫn chưa thấy quay lại hỏi nữa chẳng lẽ tự anh ta tìm tòi hiểu rồi trong lúc cô ấy còn đang suy đi đoán lại thì đã nhìn thấy ở xa có một bóng dáng khôi ngô bước xuống khỏi xe taxi chính là giang sách không biết tại sao nhịp tim của tân uẩn đột nhiên lại đập nhanh cô ấy lập tức cởi áo khoác trắng ra vừa đi vào trong phòng vừa phân phó với đồng nghiệp, lát nữa có người hỏi thì bảo tôi đang phối thuốc trong phòng, sắp ra rồi nhé. Ồ, biết rồi. Chân trước Tân Uẩn vừa rời khỏi, chân sau Giang Sách đã đi vào y quán. Anh nhìn khắp một lượt, phát hiện Tân Uẩn không có ở trong phòng, chẳng lẽ hôm nay không đi làm. Anh bạn, ông chủ các anh đâu rồi? Đang phối thuốc trong phòng, ra ngay bây giờ đây. À. Giang Sách tiện tay kéo một cái ghế ra ngồi xuống còn chưa ấm chỗ đã nghe thấy, kẹt, một tiếng, cửa ở phòng trong mở ra, một bóng dáng xinh đẹp bước ra. Áo sơ mi trắng, chân váy xếp ly, đôi chân trắng bóng gợi cảm mê người, một đôi giày cao gót màu đen khiến dáng người tôn lên, làm người khác cực kỳ bị thu hút. Đi cùng với thân hình đó là một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, xinh đẹp sáng chói như một. Tiên nữ hạ phàm, người trong phòng tròn mắt nhìn, người đến bốc thuốc cũng được mặt nhìn mọi người đều biết tân uẩn ưa nhìn những bình thường cô ấy không theo phong cách nào cả chỉ toàn mặc áo khoác trắng buộc tóc đuôi ngựa nhìn qua cũng không có gì khác với những bác sĩ khác nhưng sau khi đổi một bộ quần áo hào quang của thiếu nữ thanh xuân chiếu dọi vào tất cả mọi người có mặt ở đó mỗi một người đàn ông đều bất giác nuốt một ngụm nước miếng kể cả phụ nữ cũng bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút sao trên đời này lại có một cô gái thoát tục tuyệt trần đẹp động lòng người như thế chứ Tân Uẩn chậm rãi đi ra dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô ấy vẫn điềm nhiên như không mà ngồi lên ghế làm việc, giống như không nhìn thấy Giang Sách luôn. Thật ra trong lòng cô ấy đã không nhịn được từ lâu rồi. Càng giả vờ như không nhìn thấy, tim lại đập càng nhanh. Phụ nữ vì người mình thích mà tô điểm, Giang Sách chính là người đàn ông duy nhất trên đời có thể khiến Tân Uẩn dụng tâm tô điểm. Giang Sách cũng hơi bất ngờ, hôm nay Tân Uẩn phải đi tham gia tiệc rượu à? sao bỗng dựng lại ăn mặc đẹp như vậy? Diện mạo của Tân Uẩn và Đinh Mộng Nhiên mỗi người mỗi khác. Một người như sông bằng núi tuyết, một người như xuân ấm hoa nở. Mỗi người đẹp một cách riêng. Giang sách đứng dậy đi qua, Tân Uẩn, ông cụ có nhà không? Tim Tân Uẩn cũng sắp vọt ra ngoài rồi, nhưng cô ấy vẫn đè tâm trạng vui sướng lại, trả lời cực kỳ lạnh lùng, không có nhà, ba tôi có việc phải ra khỏi khu Giang Nam rồi, phải một thời gian nữa mới về. À, thế hôm khác tôi lại đến vậy. Nói xong, giang sách xoay người định đi. Tân Uẩn bực mình rậm mạnh chân xuống đất, anh là đàn ông thật đấy hả? Nếu là đàn ông, thì sao lại không nhìn mình thêm mấy cái chứ? Nếu quay trở lại lúc trước thì cô ấy chắc chắn sẽ mặc kệ giang sách rời đi. Nhưng lần này, không giống nữa rồi. Đợi, đợi chút. Hả, giang sách quay lại. Anh có chỗ nào không hiểu muốn tham khảo ba tôi phải không? Có lẽ anh có thể nói với tôi, có khi tôi lại giúp được anh." Giang Sách hơi bất ngờ. Anh vẫn nhớ lần trước đến đây, Tân Uẩn không thèm để ý đến anh, hỏi cái gì cũng đáp không biết, chỉ thiếu điều cầm cái chổi quét anh ra cổng nữa thôi. Sao mà hôm nay lại đổi gió nhanh như thế? Lương Tâm thức tỉnh à? Đầu óc chết dẫm của anh sao mà hiểu được tâm lý phụ nữ thay đổi là thế nào? Phụ nữ sớm nắng chiều mưa giữa chưa áp thấp nhiệt đới, cánh đàn ông làm sao mà hiểu được? Giang Sách ngồi đối diện Tân Uẩn, lấy quyển sổ ghi chép ra, sau khi mở ra, bên trong có một trang là hình ảnh các sao 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 trên cơ thể người. Chính là bức hình này, có mấy sao 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 tôi không rõ lắm. Tân Uẩn cười, câu hỏi của Giang Sách chính là chỗ tinh túy cốt lõi của y thuật nhà họ Tân, bảo sao anh không hiểu. Đưa cánh tay qua đây. Giang Sách đưa tay ra, đặt lên trên bàn. Vén tay áo lên. Giang Sách làm theo. Tân Uẩn vừa nhìn bức hình sao, sao 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 trên cơ thể người, vừa giảng giải cho Giang Sách. Nói một hồi, ngón tay thon dài như ngọc của cô ấy đáp lên cánh tay Giang Sách. Da thịt liền kề. Vốn dĩ đây là một chuyện hết sức bình thường nhưng bởi vì trong lòng Tân Uẩn còn có ý khác nên bầu không khí trở nên lạ kỳ. Cơ thể cô ấy bắt đầu nóng lên. Tay cô ấy đặt trên cánh tay Giang Sách mãi không nỡ nhấc ra. "Đây, đây là cánh tay của đàn ông sao?" nếu như có thể được cánh tay này ôm chặt thì phải hạnh phúc biết chừng nào bác sĩ tân bị gọi giật một tiếng khiến tân uẩn thoát khỏi đám suy nghĩ loạn tùng phèo của mình cô ấy ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một người đàn ông vừa đến trước cửa trên tay cầm một thứ giống như bức thư người đàn ông này chính là thạch văn bình ngày trước rảnh rỗi sinh nông nổi đến kiếm phiền phức vừa nhìn thấy thạch văn bình tâm trạng tân uẩn đã tụt dốc người này không phải loại lương thiện gì anh ta đến chứng tỏ là lại rách việc rồi. chương 386, do dự khó quyết. Thạch Văn Bình bước vào trong phòng, khóe mắt liếc thấy giang sách, trong lòng âm thầm khó chịu. Chính là cái tên này năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của anh ta. Nếu như không có giang sách, có khi bây giờ Tân Uẩn đã là người phụ nữ của anh ta rồi. Ông đây ghim, rồi quay ra nhìn Tân Uẩn, không phải nói quá, hôm nay cô ấy mặc đẹp đến mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho Thạch Văn Bình nhìn mà mê đứ đừ. Tân Uẩn cảm nhận được sự dơ bẩn trong ánh mắt anh ta, trong lòng vô cùng khó chịu. Đồng thời vì sợ nên tay cô ấy bất giác víu chặt lấy tay giang sách. Khi phụ nữ đối mặt với nguy hiểm vẫn luôn bất giác tìm kiếm sự bảo vệ của nam giới. Giang sách cũng không để ý chuyện này, mà ngược lại, anh hơi cố ý ngăn trước bàn, cản Thạch Văn Bình tiếp tục bước đến. Thạch Văn Bình hư lạnh một tiếng, cố nặn ra vẻ tươi cười mà nói, bác sĩ Tân, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Tân Uẩn trợn mắt nhìn anh ta, có gì thì nói thẳng đi. Bác sĩ Tân đúng là người thẳng thắn không nói dài dòng. Thạch Văn Bình chuyển bức thư qua cho cô ấy, 8 giờ tối nay tại Quả Cương Trường Lang, ba tôi tổ chức một buổi giao lưu về y thuật, mong là cô có thể đến tham gia, đây là thư mời. Nhà họ Thạch tổ chức giao lưu về y thuật. Tân Uẩn nhận thư mời, trầm mặt hỏi, quan hệ giữa hai nhà chúng ta anh cũng đã biết, hội thảo giao lưu y thuật hàng năm nhà họ Thạch các anh đều không mời nhà họ Tân chúng tôi, sao lần này lại đổi ý rồi? Thạch Văn Bình nói, nhà họ Thạch và nhà họ Tân mặc dù có mâu thuẫn, nhưng đều là thế gia về y thuật, lẽ ra phải đồng tâm hiệp lực cống hiến cho nền y học mới phải. Vì vậy nên ba tôi mới tình nguyện bỏ cái tôi xuống, mong lấy hội thảo giao lưu lần này làm cầu nối để hòa giải quan hệ giữa hai nhà. Tân Uẩn hơi động lòng. Cô ấy thì chẳng tin mấy lời ba sàm của Thạch Văn Bình, nhưng lại rất hứng thú với hội thảo giao lưu y thuật từ sau khi tân tử dân rời khỏi vị trí kia mọi năm hội thảo giao lưu đều do nhà họ thạch tổ chức nhà họ tân đã rất lâu không tham gia rồi phải biết là mỗi một kỳ hội thảo giao lưu đều là nơi quy tụ của những cao thủ y thuật đến từ trời nam đất bắc mọi người cùng học hỏi lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm mỗi lần tham gia đều thu hoạch được nhiều thứ nhà họ tân liên tiếp bỏ lỡ nhiều lần thực lực cũng chứng lại không có phát triển đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhà họ tân bị nhà họ thạch bỏ lại phía sau lần này có cơ hội tham gia lẽ ra nên nắm bắt nhưng nhà họ thạch mà lại có lòng tốt thế à trong lúc tân uẩn còn đang do dự thạch văn bình cười nói bác sĩ tân chắc không phải là cô sợ đâu nhỉ so sợ cái gì tân uẩn biết thừa lại là trò khích tướng nhưng vẫn không buồn để ý đáp yên tâm nhà họ tân đồng ý tiến về phía trước 8 giờ tối nay nhất định đến nơi đúng giờ. Vậy tôi cũng xin chờ đợi bác sĩ Tân Đại Giá. Nói xong Thạch Văn Bình phất ống tay áo, xoay người bỏ đi. Tân Uẩn nhìn tấm thư mời, trong lòng thấp thỏm, một mặt cô ấy cực kỳ muốn chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi với những bác sĩ khác, mặt khác cô ấy lại lo mình bị người nhà họ Thạch tính kế. Do dự khó quyết, tôi đi cùng cô. Ha! Tân Uẩn sướng sờ nhìn Giang Sách. Giang Sách mang theo ý cười, vô tư nói với cô một mình cô thân gái đến chỗ đó có nhiều thứ bất tiện tôi đi cùng cô có gì giúp đỡ nhau đây là giang sách nhìn ra được suy nghĩ của tân uẩn chủ động mở lời tình nguyện giúp đỡ cô ấy khuôn mặt tân uẩn lộ ra nụ cười hạnh phúc ừm quả cương trường lang trong một căn phòng rộng lớn a à, một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ mộc mạc ngồi trong phòng đứa con 5 tuổi của bà ta đang bỏ dưới đất chơi đồ chơi chủ nhà nhà họ thạch thạch khoan vắt chéo chân ngồi trên ghế, vừa nghe bình luận, vừa uống trà long tỉnh, hài lòng vui ý. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Thạch Văn Bình vui vẻ chạy vào nói, ba, chuyện đã xong rồi. 8 giờ tối nay Tân Uẩn sẽ đến tham gia hội thảo giao lưu y thuật lần này. chương 387, cô ấy chính là nữ hoa đà tái thế. Thạch Khoan gật đầu. Nhân lúc Tân Tử Dân không có ở khu Giang Nam, đây đúng là cơ hội nghìn năm có một để chúng ta đối phó với nhà họ tân chỉ cần tân uẩn dám đến chúng ta sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt dùng nhà họ tân đến làm bàn đạp cho nhà họ thạch chúng ta viết lên chiến tích huy hoàng của nhà họ thạch chúng ta nói xong thạch khoan quay ra nói với người phụ nữ kia việc giao cho bà bà đã chuẩn bị xong hết chưa người phụ nữ gật đầu lia liệm đã chuẩn bị xong hết rồi đứa bé ngoan không ngoan tôi bảo nó làm gì nó đều làm theo. Ừ, đây là 5 vạn tệ, chuyện này xong tôi lại đưa nốt cho bà 10 vạn. Cảm ơn, cảm ơn ông Thạch. Thạch khoan nhắm mắt lại, vừa nghe kịch vừa lầm nhầm, trong lòng vui muốn điên lên. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Vừa mới đó mà trời đã tối rồi. Từng hàng xe con đen bóng dừng lại trước cửa, xếp thành một hàng dài. Các bác sĩ đến từ trời Nam đất Bắc đều tề tựu lại trong một phòng hội thảo hôm nay là ngày lễ của các bác sĩ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ hân hoan. Bíp bíp, bíp bíp. Một chiếc xe trắng bạc lái đến, dừng lại ở chỗ trống. Cửa xe mở ra, một nam một nữ đồng thời đi xuống từ hai bên cửa xe. Người đàn ông hiên ngang bất phàm, cô gái khuynh quốc khuynh thành. Chính là Giang Sách và Tân Uẩn. Tối nay Tân Uẩn đổi sang một bộ lễ phục giả hội màu đen, cổ chữ V khoét sâu khiến cho cô ấy ngày thường lạnh lùng lại thêm một loại cảm giác quyến rũ nóng bỏng, khiến suy nghĩ của người ta bay xa. Tân Uẩn đưa tay ra, giang sách nắm tay cô ấy đi vào cửa lớn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Tân Uẩn. Cô gái này chính là nhân tài mới được xưng là hoa đà nữ, cực kỳ có thành tựu trên mặt y thuật. Đương nhiên mọi người nhìn cô ấy phần nhiều là do vẻ đẹp không tì vết của cô ấy thu hút. Tối nay Tân Uẩn như trăng sáng giữa trời, những cô gái khác chỉ như sao nhỏ sáng le lói. Cha con nhà họ Thạch đặc biệt đứng ở cửa đón tiếp. Ôi, bác sĩ Tân của y quản nhà họ Tân Đại Giá Quang Lâm, đúng là làm cho quả cương trường lang càng thêm sáng chói. Mau đến đây, mời đi bên này. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Khoan, Tân Uẩn và Giang Sách cùng nhau đi vào phòng, tiến vào sảnh lớn. Dương cột chạm trổ, ánh sáng rực rỡ. Thạch Khoan đúng là không ngại chi tiền cho bản thân, trang trí địa bàn của mình cực kỳ. Đẹp, ông ta vỗ tay, cầm microphone nói lớn, các vị, xin yên lặng một chút, cho tôi xin vài phút của tối nay để long trọng giới thiệu khách quý của chúng ta cô Tân Uẩn. Cô Tân Uẩn chính là chủ quản của y quán nhà họ Tân, là chủ nhà nhà họ Tân. Tuổi trẻ nhưng đã nắm vững được tinh cốt y thuật nhà họ Tân, y thuật xuất thần nhập hóa, phóng mắt tìm cả khu giang nam này cũng không có người vượt qua nổi cô ấy. Cô ấy chính là nữ hoa đà tái thế cô ấy chính là Tân Uẩn. Xin mọi người hãy vỗ tay để nồng nhiệt chào đón vị tài nữ sinh ra dành cho giới y thuật này nào. Nháy mắt, mọi người nhao nhao vỗ tay. Trong hội trường tiếng vỗ tay vang vọng như sấm, tất cả đều dành cho y thuật của Tân Uẩn, cũng là dành cho nhà họ Tân, càng dành tặng cho dung mạo xinh đẹp của Tân Uẩn. Trong đám người, chỉ có một người biểu cảm cực kỳ bình thản. Giang sách, anh lạnh mặt nhìn thạch khoan. Khi kẻ địch của bạn bắt đầu tán thưởng bạn, Đừng vội mừng, bởi vì nâng lên càng cao, ngã càng đau. Bây giờ khen bạn lên trời, lát nữa càng khiến bạn thảm. Trong khi mọi người có mặt đang nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Tân Uẩn thì đột nhiên có một nhân viên bảo an chạy vào, vội vội vàng vàng nói, ngài Thạch, bên ngoài có một người phụ nữ bế một đứa trẻ muốn được chữa bệnh. Chương 388, thôi chuyện này lớn rồi. Trong hội trường có người khó chịu nói, hôm nay là hội thảo giao lưu của bác sĩ chúng ta, không khám bệnh bảo người ta đến bệnh viện mà khám. Bảo An nói, người phụ nữ kia nói là bà ấy vừa mới từ bệnh viện qua đây, bác sĩ không biết khám. Tôi thấy sắc mặt đứa bé kia cũng kém lắm, nhìn lúc nào cũng đi, được mất. Thạch Khoan trầm ngâm trong giây lát rồi nói, mục đích của chúng ta mở hội thảo giao lưu y thuật là để nâng cao tay nghề, chăm sóc cho người bệnh. Hôm nay bệnh nhân đã ở trước cửa, chúng ta có bao nhiêu bác sĩ ở đây chẳng lẽ lại thấy chết không cứu? thế thì hội thảo giao lưu của chúng ta còn mở làm gì? Không phải là mất gốc chỉ trăm cái ngọn à? Đi thôi, đưa tôi ra ngoài xem sao. Thấy Thạch Khoan hành động trượng nghĩa như thế, mọi người đều bội phục sâu sắc. Ngài Thạch đúng là có tấm lòng nhân hậu. Trong dịp trọng đại như thế này mà vẫn có thể phân rõ cái gì là chính, cái gì là phụ, có thể bỏ thân phận xuống để đi làm một bác sĩ khám bệnh cho một người xa lạ, đúng là tấm gương cho chúng ta. Đi thôi đi thôi, mọi người cùng ra giúp cho ngài thạch đi. Tất cả mọi người cùng đi ra cửa, giang sách và tân Uẩn cũng không ngoại lệ. Sau khi mọi người ra ngoài cửa mới nhìn thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé trong lòng, nhìn chiều cao, vóc dáng đứa bé chắc là khoảng chừng 5 tuổi. Sắc mặt đứa bé vàng như nghệ, mắt hơi chừng to, nhìn có vẻ hết sức tiểu tủy. Bác sĩ Thạch, cầu xin ông cứu thằng bé nhà tôi với. Người phụ nữ vừa nói vừa định quỳ xuống thạch khoan liền đỡ bà ta lên đừng quỳ đến đây đặt đứa bé lên giường bệnh để tôi xem xem lập tức có người chuyển một chiếc giường bệnh tạm thời ra để đứa bé nằm lên thạch khoan vừa chẩn đoán vừa hỏi trước đó đứa bé có từng bị bệnh gì không không bị gì cả trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh mà thế sao đột nhiên đứa bé lại thành ra thế này tôi cũng không biết nữa chỉ biết lúc tôi tan tầm về nhà đã thấy sắc mặt nó đột nhiên tiêu tụy cứ kêu là tim không thoải mái, đôi lúc còn đau đến mức lăn lộn trên đất, dọa tôi sợ. Muốn chết, tôi đưa đi bệnh viện khám cũng không khỏi, bác sĩ cũng không biết thằng bé bị bệnh gì. Thạch Khoan chẩn đoán một lát rồi nói, quả thật hơi lạ, tôi xem một lúc cũng không tìm ra nguyên nhân là gì. Lúc này, Thạch Khoan đột nhiên nhìn Tân Uẩn, giống như là tùy ý nói, tôi am hiểu ngoại khoa, mấy bệnh nội khoa này không phải sở trường của tôi. Bác sĩ Tân, nghe nói y thuật nhà họ Tân tuyệt thế vô song, càng am hiểu điều trị các bệnh nội khoa, vẫn nên là để cô đến xem. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều quét về phía Tân Uẩn. Đến rồi, phiền phức đến rồi. Giang sách cười khẩy trong lòng, vừa mới rồi trước mặt bao nhiêu người khen Tân Uẩn lên đến tận trời, bây giờ lại khen y thuật nhà họ Tân thêm một trận nữa, làm cho Tân Uẩn có cảm giác như là chúa cứu thế nếu như bây giờ Tân Uẩn không chữa khỏi được cho bệnh nhân trước mắt này thì danh tiếng của Tân Uẩn cũng như của y quán nhà họ Tân chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn. Nhà họ Thạch không chữa được không sao, người ta giỏi ngoại khoa cơ mà, chả liên quan đến chuyện nội khoa. Nhà họ Tân nhà chị giỏi nội khoa, nếu mà không chữa được thì xong đời nhà chị rồi. So sánh như thế, Giang Sách còn để ý thêm một chi tiết nữa. Ở trong góc khuất, Thạch Văn Bình đang kích động. Nhìn bộ dạng Thạch Văn Bình như thể cực kỳ hiểu rõ bệnh của đứa bé này, đang nóng lòng được ra tay chữa bệnh cho thằng bé. Thôi chuyện này lớn rồi. Nếu bây giờ tên bác sĩ khoa ngoại như Thạch Văn Bình lại chữa khỏi được bệnh nhân khoa nội mà nhà họ Tân còn không chữa được thì thể diện nhà họ Tân biết ném đi đâu. Đến giờ phút này, Giang Sách cuối cùng cũng thấy rõ được chỗ thâm độc của cha con nhà họ Thạch. Thạch Khoan đang coi Tân Uẩn như hòn đá lót đường để trải đường cho con trai mình sau đó cái danh bác sĩ hàng đầu khu Giang Nam đương nhiên sẽ thuộc về Thạch Văn Bình rồi. Nữ Hoa Đà chương 389, thủ đoạn của ông ta quá cao thâm. Người phụ nữ và đứa bé trước mặt này rõ ràng là cái bẫy của Thạch Khoan. Bệnh tình của đứa bé này e là cũng không dễ chữa gì cho cam. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tân Uẩn đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, đưa tay ra bắt mạch. Vừa chẩn đoán, vừa hỏi thăm người phụ nữ về tình trạng của đứa bé, đã ăn gì đã làm gì có đi qua chỗ nào không sạch sẽ không đáp án của người phụ nữ về cơ bản chẳng có tí giá trị nào bệnh này khó chữa sau một hồi chẩn đoán lông mày của tân uẩn nhíu chặt cô ấy nhìn chăm chú đứa trẻ trên giường một hồi lâu người phụ nữ lại hỏi bác sĩ tân con trai tôi nó sao rồi tân uẩn không nói gì sau một hồi trầm mặc cô ấy lắc đầu nói tôi không có cách nào âm đám đông xôn xao trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin ngay cả bác sĩ chuyên về nội khoa chủ nhân nhà họ tân còn không chữa được thì đứa trẻ này e là hết cứu nổi rồi đồng thời ánh mắt của mọi người nhìn tân uẩn cũng lộ ra sự khinh thường nữ hoa đà cái khỉ khổ gì chứ chả phải cũng chỉ tầm tầm như bọn họ bó tay chịu trói thôi sao danh tiếng vang dội như thế nhưng cũng chẳng thấy có tài phép gì hơn người xem ra ấy à người ta chắc cũng là bị vẻ ngoài của cô ta lừa bịp thôi không thể nhìn vào đó mà phân tích khách quan thực lực của cô ta được không ít người cũng bắt đầu y xèo chật chật không phải y thuật nhà họ tân tuyệt thể vô song à sao thế ngay cả bệnh của một đứa bé cũng không chữa được à không chữa được thì cũng thôi nhưng đằng này đến cả bệnh gì cũng không nói được theo tôi ấy à nhà họ tân cũng chỉ tầm tầm thôi chẳng trách cái ghế của ông cụ long lại từ nhà họ tân giao cho nhà họ thạch lúc trước tôi còn thắc mắc nhưng hôm nay xem biểu hiện của nhà họ tân thôi tôi cũng coi như hiểu là vì sao rồi có câu thành ngữ gì nhỉ à hữu danh vô thực đối diện với sự châm biếm của đám đông tân uẩn không phản ứng gì nhưng từ sườn mặt của cô ấy có thể nhận ra cô ấy để ý đến mức nào một cô gái lạnh lùng lại cần thể diện như cô ấy sao có thể chịu được những lời cười nhạo như vậy chứ không chỉ có cô ấy mà ngay cả nhà họ tân sau lưng cô ấy cũng trở thành đối tượng cười nhạo của đám người trong lòng tân uẩn như dỉ máu khuôn mặt thạch khoan lộ ra nụ cười đắc ý đây chính là kết quả mà ông ta muốn có được giày xéo đi giày xéo mạnh vào vừa nãy nâng lên cao bao nhiêu bây giờ ngã đau bấy nhiêu trong lòng thạch khoan vui như nở hoa nhà họ tân từ hôm nay trở đi sẽ trở thành trò cười từ nay trở đi người ta sẽ chỉ nhớ tới y thuật của nhà họ Thạch Cao Minh đến mức nào. Còn nhà họ Tân chỉ là một trò cười thôi. Tân Uẩn cực kỳ giàu dĩ đi ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh giang sách, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Giang sách dùng giọng điệu bình thản hỏi cô ấy, không nhìn ra được một chút dấu hiệu nào à. Với khả năng của cô, chuyện này là không thể. Tân Uẩn lặng lặng nhìn về phía đứa bé trên giường bệnh, khẽ nói, không nhìn ra được dấu hiệu gì, vì không có bệnh trạng. Gì cơ? Đứa bé kia chẳng có bệnh gì cả. Lời của Tân Uẩn suýt chút nữa đã khiến Giang Sách phải bật cười thành tiếng, chẳng trách Tân Uẩn không nhìn ra được bệnh trạng, hóa ra đứa trẻ này vốn không bị bệnh. Không bị bệnh nhưng lại giả vờ là có bệnh thì chữa kiểu gì? Cũng giống việc bạn cố đánh thức một người đang giả vờ ngủ, bạn cũng không thể trị khỏi bệnh cho một người vốn không hề bị bệnh. Mời đầu Giang Sách còn thật sự tưởng rằng đứa trẻ này mắc phải loại bệnh gì nghiêm trọng lắm, ngay cả Tân Uẩn cũng bó tay. Ai ngờ kỹ năng diễn xuất của đứa trẻ này quá đỉnh, không khai quật tài năng trẻ này đưa đến giải trí ức mạch làm sao nhí thì đúng là phí hoài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể không bái phục đầu óc của Thạch Khoan. Thủ đoạn của ông ta quá cao thâm. chương 390, các bác sĩ khác làm sao có thể cứu giúp được. Bất cứ một bệnh nhân thật sự có bệnh nào, dù Tân Uẩn không chữa được thì ít nhất cô ấy cũng nhìn ra được bệnh trạng. Hơn nữa, Người thật sự có bệnh mà Tân Uẩn không chữa được thì chắc chắn Thạch Văn Bình cũng sẽ không chữa được. Như vậy thì làm sao có thể dùng Tân Uẩn làm hòn đá kê chân để Thạch Văn Bình thể hiện tài năng được? Bây giờ tìm một người giả bệnh đến thì vấn đề này sẽ dễ giải quyết hơn. Vừa có thể đảm bảo rằng Tân Uẩn không chữa được cho người ta lại có thể đảm bảo rằng Thạch Văn Bình chắc chắn có thể chữa được, một mũi tên trúng hai con chim. Giang Sách lắc đầu. Lão già Thạch Khoan này cũng được coi là nhân tài sao lại không giữ tâm tư trong sạch ngay thẳng như vậy chứ bây giờ tân uẩn đã thất bại người phụ nữ kia càng khóc lóc thương tâm hơn nhờ các bác sĩ khác giúp đỡ các bác sĩ khác làm sao có thể cứu giúp được bọn họ cũng rất để tâm đến danh tiếng của bản thân ngay cả tân uẩn và thạch khoan cũng không trị khỏi được thì những người khác chắc chắn cũng không thể không cần phải tự làm mình xấu mặt đứng trong đám đông thạch văn bình đã ngấp nghé định bước ra nhưng giang sách lại chặn trước mặt anh ta bước ra nhẹ nhàng nói để tôi thử xem đám đông lập tức đổ dồn ánh mắt về phía giang sách từ lúc bắt đầu giang sách đã đứng bên cạnh tân uẩn tạo cho người ta cảm giác hai người họ khá thân mật khiến rất nhiều người đàn ông cảm thấy khó chịu có người lên tiếng hỏi anh là ai bệnh nhân mà ông thạch và cô tân đều không chữa trị được thì anh có tư cách gì mà đứng ra đòi chữa trị Giang sách cười nói, tôi là học trò được ông cụ tân tử dân của nhà họ tân thu nhận. Ông ấy đã truyền thụ cho tôi y thuật bí truyền của nhà họ tân, ngay cả tân huẩn cũng không biết. Y thuật bí truyền này rất lợi hại, tôi tin chắc rằng mình nhất định có thể chữa khỏi cho đứa trẻ này. Mọi người nhìn nhau, tỏ vẻ khó tin. Học trò thân tín của tân tử dân, vậy chắc là y thuật cũng lợi hại lắm. Tân huẩn đứng đằng sau tỏ ra rất lo lắng. Giang sách định làm gì, anh ấy làm gì có món y thuật bí truyền nào đâu. Không phải là món, bát quái khí châm mà Tân Kỳ để lại ấy chứ. Phương pháp châm cứu đó mặc dù rất lợi hại, nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chữa trị khỏi cho một người giả vờ bị bệnh. Giang Sách, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Tân Uẩn cảm thấy rất khó hiểu. Thạch Khoan đứng ở bên cạnh càng cảm thấy vui sướng, ông ta vốn định lấy Tân Uẩn làm đá kê chân là đã đủ rồi, bây giờ Giang Sách lại tự mình đưa đầu vào lưới vậy thì còn gì bằng. Hơn nữa, như vậy có thể sỉ nhục nhà họ Tân một cách triệt đề. Y thuật bí truyền của nhà họ rất đỉnh ư. Ha ha, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chữa trị khỏi cho đứa trẻ này. Thạch Khoan đưa mắt ra hiệu cho Thạch Văn Bình đang đứng trong đám đông, bảo anh ta bình tĩnh đừng manh động, không được nôn nóng, đợi thêm một lúc nữa. Sau đó, ông ta sử dụng lại thủ đoạn cũ, cố tình tâng bốc giang sách. Các vị, xin hãy yên lặng một chút, nghe tôi nói vài lời vị bác sĩ tên giang sách này đúng là học trò thân tín của ông cụ tân y thuật rất xuất chúng cũng đã học được y thuật bí truyền của nhà họ tân hãy để cậu ta thử chữa cho đứa trẻ này xem tôi thấy cũng không tồi đâu thạch khoan quay người làm động tác mới giang sách cũng không khách sáo anh bước thẳng tới vươn tay ra bắt mạch cho đứa trẻ nọ trông như đang chẩn đoán chữa bệnh thật vậy ánh mắt tân uẩn lộ ra vẻ lo lắng vừa rồi rõ ràng là cô ấy đã nói đứa trẻ này không có bệnh không có bệnh thì giang sách còn bắt mạch thăm khám làm gì giang sách gật đầu nói bệnh này không nặng tôi chỉ châm cứu là sẽ ổn thôi anh nói rất nhẹ nhàng thạch khoan cười thầm trong lòng dù có châm bao nhiêu mũi châm cũng vô ích thôi thấy giang sách rút châm ra châm vào nhiều huyệt khác nhau trên người đứa trẻ mấy phút sau không hề có phản ứng gì trên mặt giang sách lộ ra vẻ kinh ngạc anh tỏ ra không thể tin được. Không thể nào, không thể như thế được, kỹ thuật châm cứu của tôi không thể sai được, sao lại không có chút phản ứng nào chứ? Đúng là quá kỳ lạ. Giang Sách nhíu chặt mày lại, lại châm một chậm rồi rút ra, sau đó anh bày ra vẻ mặt khổ não và khó hiểu. Chương 391, tôi sẽ không thua. Mẹ đứa bé lo lắng hỏi, "Bác sĩ Giang, rốt cuộc con tôi bị làm sao vậy?" "Bác sĩ mau nói gì đi." Giang sách thở dài đáp hai, tôi xin lỗi, tôi cũng lực bất tòng tâm. Anh đứng dậy, lặng lẽ tránh sang một bên. Lần này, tất cả những người đang có mặt ở đó như bùng nổ. Vừa rồi vẫn còn khoác lác là lợi hại lắm nhưng hóa ra lại chẳng có một chút bản lĩnh nào. Châm vài chấm, đứa trẻ vẫn không động đậy gì, một chút phản ứng cũng không có. Tên Giang sách này vốn là một tên lang băm. Mọi người đều ném cho Giang sách ánh nhìn khinh bỉ. a à, đúng thật là, người của y quản nhà họ Tân người sau kém hơn người trước. Đầu tiên là nữ Hoa Đà, sau là cái gì mà học trò thân tín học được y thuật bí truyền, còn tưởng là lợi hại lắm, cuối cùng lại chẳng ra làm sao. Cười chết mất, người sau còn giỏi khoác lác hơn kẻ trước, bản lĩnh thì người sau còn kém hơn kẻ trước. Y quán nhà họ Tân chỉ xứng với hai chữ rác rưởi. Trước đây tôi rất sùng bái nhà họ Tân, nhưng sau này ấy à, ha ha, nếu tôi còn bước chân vào y quán nhà họ nửa bước thì tôi đi bằng đầu mọi người bàn tán xôn xao hết lời chê bôi nhà họ tân bây giờ nhà họ tân coi như đã chẳng còn danh tiếng tốt đẹp gì nữa thấy giang sách tiêu nghỉu bước ra tân uẩn vừa lo lắng vừa bực tức nói anh bị làm sao vậy không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao tại sao anh còn khăng khăng bước ra khoe khoang như vậy giang sách nở một nụ cười khó hiểu anh ghé lại gần bên tại tân uẩn khẽ nói cô đừng nôn nóng kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Bây giờ người ta đang mắng chửi cô, đợi lát nữa lại khen cô còn không kịp ấy chứ. Khen tôi." Tân Uẩn cười khổ, chuyện này làm sao có thể? Bây giờ đám người này không mắng chửi cô ấy là cô ấy đã tạ rời tạ đất rồi, còn mong người ta khen ngợi bản thân ư? Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm." Giang Sách mỉm cười, "Cô không tin ư? Vậy chúng ta đánh cược đi." Cược gì? "Ừm, nếu lát nữa mọi người khen ngợi tân bốc cô hết lời thì cô phải gọi tôi ba tiếng anh trai tốt đấy nhé. Tân Uẩn đỏ mặt đáp, anh đúng là biết chiếm hại từ người khác. Có dám chơi không? Có gì mà không dám chứ? Còn nếu anh thua thì sao? Tôi sẽ không thua. Trong lúc bọn họ đang nhỏ giọng tranh luận, cuối cùng thì Thạch Văn Bình cũng không nhịn được nữa. Anh ta bước ra từ trong đám đông. Cơ thể anh ta cũng run lên vì phấn khích. Đợi chờ lâu như vậy, lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc gặt hái thành quả. Tân Uẩn, Giang Sách, hãy cứ đợi mà làm đá kê chân đi. Thạch Văn Bình hằng giọng cố tình cất cao giọng nói, ba, các vị bác sĩ, Thạch Văn Bình con đây muốn thử xem sao. Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Đến bố anh ta cũng không trị được, anh ta có thể ư. Thạch Khoan cố tình tỏ ra không vui, nói, Văn Bình à, đừng tự làm xấu mặt bản thân. Các bác các chủ đều lực bất tòng tâm, con nghĩ con giỏi giang hơn họ sao? Đúng là ngông cuồng vọng tưởng. Thạch Văn Bình hơi kho người xuống, nói, ba, con trai không dám. Có đánh chết con con cũng không dám nói y thuật của mình lợi hại hơn các bác các chủ đang có mặt ở đây. Chỉ là gần đây con đang đọc một cuốn sách, cũng đã nghiền ngẫm được một vài kiến thức về. Phương pháp điều trị nội khoa, vì vậy, con muốn thử một lần xem sao. Mẹ đứa trẻ kia hô lên, con tôi sắp chết rồi, các người đừng nhiều lời nữa, cậu có thể chữa khỏi cho nó thì mau chữa đi. chương 392, không khó chị ư. Thạch khoan nhíu mày, trưng cầu ý kiến mọi người, mọi người thấy thế nào. Đứng trong đám đông, giang sách suyết chút nữa đã bật cười thành tiếng. Lão già thạch khoan này đúng là ngụy quân tử, kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được. Ông ta đã nói đến nước này rồi, mẹ đứa trẻ kia cũng nôn nóng muốn có người xem bệnh cho nó, ai có thể thử đương nhiên có thể lên thử, làm gì có ai dám ngăn lại ông ta làm như vậy vừa là để thạch văn bình hành động một cách giành chính ngôn thuật nâng anh ta lên tận mây xanh lại vừa không khiến các bác sĩ đang có mặt ở đây mất thể diện có thể làm người khôn khéo biết đưa đẩy như vậy thạch khoan cũng là một nhân tài đám đông còn có thể nói gì chứ bọn họ bèn ào ào gật đầu đồng ý để cậu ấy chữa thử xem dù có chữa được hay không thì cũng phải thử mới biết được đúng vậy chúng tôi ủng hộ cậu thạch thạch khoan thở ra một hơi cúi người nói với đám đông, nếu đã như vậy, tôi xin phép thay mặt con trai cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã khoan dung trước hành vi ngông cuồng tự mãn của nó, xin chân thành cảm ơn mọi người. Ôi chao, ông Thạch khách sáo quá. Một bác sĩ tốt vừa có đức vừa có tài như ông Thạch đây đúng là hiếm có. Màn kịch đó đã diễn ra một cách rất hoàn hảo. Dưới sự ủng hộ của mọi người, Thạch Văn Bình bước đến bên giường bệnh trước sự ngưỡng. Mộ và sùng bái của đám đông. Anh ta giả vờ bắt mạch cho đứa trẻ kia như thật, đầu ngẩng lên 45 độ tựa như đang suy ngẫm điều gì đó. Một lúc sau, anh ta rút tay về và mỉm cười một cái. "Bệnh này không khó trị." "Không khó trị ư?" Những người đang có mặt ở đó đều kinh ngạc đến sững sờ. Bệnh mà Thạch Khoan và Tân Uẩn không chữa được mà Thạch Văn Bình lại nói là không khó chữa ư? Thạch Khoan cau mày, nói bằng vẻ nghiêm túc, "Văn Bình, bao nhiêu chuyên gia trong nghề đang ở đây?" con không được ăn nói hàm hồ để người ta cười cho. Thạch Văn Bình nhẹ nhàng nói, ba, ba yên tâm đi, con đã có tính toán của mình. Sau đó, anh ta nhờ người lấy giấy bút đến, viết một đơn thuốc. Hãy dựa theo đơn thuốc này sắc một bát thuốc mang đến đây. Người dưới liền đi sắc thuốc dựa theo đơn thuốc đó, còn không cho bất cứ ai xem đơn thuốc đó, trông có vẻ rất thần bí. Thực ra, đương nhiên là anh ta không thể cho người khác xem. Vì đó chỉ là một đơn thuốc an thần cực kỳ phổ biến, không uống cũng không sao, mà uống vào lại càng có lợi, là loại thuốc dưỡng thân có lợi vô hại. Đứa trẻ này vốn không bị bệnh gì, làm ra vẻ uống một bát thuốc dưỡng thân khiến người khác tưởng rằng Thạch Văn Bình có thể chữa được bệnh lạ của đứa trẻ kia. Một lúc sau, thuốc được bưng tới. Thạch Văn Bình đích thân đỡ đứa trẻ đó dậy, đút từng muỗng thuốc cho nó uống. Đứa trẻ nó uống hết bát thuốc đó xong rồi nghỉ ngơi khoảng 4-5 phút mặc dù sắc mặt đứa bé vẫn rất vàng vọt nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lợi và có sức sống mẹ ơi con không còn đau nữa đứa bé lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh lao vào vòng tay của người mẹ trên mặt người phụ nữ kia nở một nụ cười sán lạn bà ta không ngừng cảm ơn thạch văn bình cậu thạch cậu đã cứu mạng con trai tôi cậu mới là hoa đà tái thế chân chính tôi có làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp được ấn tình này của cậu Thạch Văn Bình xua tay nói, không cần phải khách sáo, cứu chữa cho người bệnh là bổn phận của người làm bác sĩ như chúng tôi, vì thế cô không cần phải khách sáo như vậy. Đám đông ào ào giơ ngón tay cái tán thưởng Thạch Văn Bình. Được lắm, đây mới là dáng vẻ mà một bác sĩ nên có chứ. Hổ phụ sinh hổ tử, ông Thạch giỏi giang như thế thì đương nhiên con trai ông ấy cũng rất giỏi rồi. Nhà họ Thạch mới xứng với danh hiệu đệ nhất gia tộc trong ngành y chương 393, anh có chữa được không vậy? Thạch Văn Bình như kiêu hãnh trong gió xuân, mặt mày tươi tắn. Anh ta nửa như vô tình nửa như cố ý liếc mắt nhìn về phía Tân Uẩn trong đám đông, trong lòng thầm cười nhạo, từ nay về sau, nhà họ Tân sẽ không còn chỗ đứng nữa rồi. Tân Uẩn cúi đầu, quay người định rời đi. Giang sách tóm lấy cánh tay, giữ cô ấy lại. Cố định rời đi ư. Ừm, đừng nôn nóng, cứ ở lại xem tình hình đã. Tân Uẩn hơi tức giận, còn xem cái gì nữa? Xem bọn họ đóng kịch như nào ư? Hay là xem đám người bọn họ sỉ nhục nhà họ Tân chúng tôi? Đều không phải. Giang sách nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói, nhiều nhất là 30 giây sau, kịch hay sẽ lên sàn. Tân Uẩn cao mày, vẫn không hiểu rốt cuộc Giang sách đang làm gì. Ở bên kia, đám đông đang vây quanh Thạch Phan Bình Tân bốc nịnh nọt anh ta, thiếu điều gọi anh ta là bố luôn còn nhà họ tân đã trở thành hòn đá ghê chân cho bọn họ ai nấy đều muốn giảm một cái lần này nhà họ tân đã hoàn toàn sụp xuống rồi e là sau này họ sẽ không còn chỗ đứng nữa đúng lúc này cũng không biết tại sao mà đứa trẻ vốn dĩ đã được chữa khỏi bệnh kia lại đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó ngã phịch xuống đất bất tỉnh nhân sự con trai sự thay đổi đường đột đó khiến người mẹ giật mình hoảng hốt vội vàng chạy đến xem tình hình của con trai lần này không phải là diễn mà cô ta đã thật sự lo lắng nhìn từ ánh mắt và động tác của cô ta là có thể nhìn ra nó đã khác với lúc cô ta đóng kịch con trai con làm sao thế con đừng làm mẹ sợ mà con mau tỉnh lại đi những tiếng kêu không ngừng lặp đi lặp lại những đứa bé đó vẫn không tỉnh lại mọi người đưa mắt nhìn nhau bệnh vừa chữa khỏi lại tái phát ư thạch văn bình ngơ ngác bối rối hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong kịch bản không hề có cảnh này bọn họ tự ý thêm vào ư. Anh ta cắn răng bước tới chỗ đứa bé, bế nó đặt lên chiếc giường bệnh tạm thời. Trong quá trình bế đứa bé lên, Thạch Văn Bình thì thầm, diễn đến đây là được rồi, không cần phải giả vờ nữa, mau đưa đứa bé này rời khỏi đây đi, số tiền mà các người đáng được nhận sẽ không thiếu phần nào đâu. Người phụ nữ kia vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Không phải, tôi không bảo nó diễn tiếp, nó thật sự bị ngất đấy, không biết bị làm sao nữa. Thạch Văn Bình khá đau đầu. Không có bệnh giả vờ bị bệnh, bây giờ lại biến thành thật sự có bệnh ư. Lần này anh ta đã thật sự bắt mạch cho đứa bé, sau đó phát hiện ra mạch đập rất rối loạn, hơn nữa chân tay còn lạnh ngắt, không biết đã chúng phải bệnh gì. Thạch Văn Bình vốn đã không giỏi chữa nội khoa, nay gặp phải tình trạng bệnh kỳ quái như vậy lại càng bất lực hơn. Anh ta lo lắng đến mức chán đổ đầy mồ hôi. Anh có chữa được không vậy? Người phụ nữ kia thực sự rất sốt ruột, lúc này giả vờ bệnh thì không cần gấp có thể từ từ kéo dài bây giờ đã thật sự ngã bệnh mỗi giây mỗi phút đều có thể liên quan đến sống chết của con trai mình cô ta không kéo dài được thạch văn bình lúng túng ôm chán giọng điệu đầy ngại ngùng thật xin lỗi tôi không chẩn đoán được bệnh đám đông đang có mặt ở đó lập tức trở nên xôn xao xem ra đứa trẻ thật sự sắp mất mạng rồi khó khăn lắm thạch văn bình mới cứu chữa được bây giờ lại bất tỉnh nhân sự xem ra bệnh tình của nó không thể chữa trị được nữa rồi. Thạch khoan nhíu mày bước tới. Con tránh ra đi, để ba xem nào. Vốn dĩ đã sắp đặt sẵn một vở kịch để tâm bốc Thạch Văn Bình, vở kịch này cũng sắp hạ màn, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thạch Khoan vừa bực vừa lo, nhưng ông ta vẫn phải kiềm chế lửa giận, ngồi xuống xem bệnh cho đứa trẻ. Ông ta vừa đặt tay lên đã cảm nhận được mạch đập của đứa trẻ này rất rối loạn, hoàn toàn không biết nên khám từ đầu, mặc dù rất lo lắng nhưng ông ta cũng đành bó tay. chương 394, đám đông ngơ ngác nhìn nhau. Ông Thạch, rốt cuộc ông có tìm ra được bệnh không vậy? Con tôi bị làm sao thế? Trong lòng Thạch Khoan vốn đã rất phiền muộn, lại bị người phụ nữ này thúc giục liên hồi, ông ta càng tâm phiền ý loạn hơn. Ngậm miệng đi, mẹ đứa bé càng nôn nóng hơn, cô ta cắn răng chừng mắt nhìn Thạch Khoan, bầu không khí ở đó trở nên rất căng thẳng. Lúc này, Giang sách đang có tâm thái xem náo nhiệt, chỉ sợ chuyện chưa đủ loạn, ra vẻ thản nhiên tùy ý nói một câu, liệu có phải là thuốc cậu bé vừa uống có vấn đề không? Một câu này của anh đã khiến những người có mặt ở đó như bừng tình. Thuốc, đúng đúng đúng, chính là bát thuốc đó. Mẹ đứa bé chỉ vào Thạch Văn Bình, nói, rốt cuộc anh đã cho con tôi uống thuốc gì? Mặt Thạch Văn Bình đỏ bừng, nên nói thế nào đây? Nếu đáp lời chẳng phải là sẽ tự vạch trần mình sao? anh ta ho khan một tiếng, đáp chuyện này để sau hãng bàn tới đi. Người phụ nữ kia nổi giận, cái gì mà để sau hãng bàn? Con trai tôi sắp mất mạng rồi, đơn thuốc đầu, anh mau lấy ra đây cho mọi người xem đi. Thạch Văn Bình làm sao có gan lấy đơn thuốc ra? Đơn thuốc đó chỉ là một đơn thuốc bình thường dùng để xoa dịu thần kinh và dưỡng thần. Nếu lấy ra cho bao nhiêu chuyên gia trong ngành y đang ở đây xem, bí mật của họ lập tức sẽ bị bại lộ nhà họ thạch bọn họ còn biết giấu mặt vào đầu nữa. Thế nên, dù thế nào cũng không thể lấy đơn thuốc ra. Thạch khoan nói, được rồi, cô không cần làm ẩm ý lên đầu, trước tiên nâng đứa bé vào trong đi, chúng tôi sẽ từ từ chữa trị. Không được, tất nhiên là người phụ nữ nọ nhìn ra được ông ta đang dùng kẻ hoãn binh. Bây giờ có rất nhiều chuyên gia đang ở đây, nếu xảy ra chuyện gì, cô ta còn có người có thể giúp đỡ. Ngộ nhớ đứa bé được đưa vào phòng, đến lúc đó bọn họ phải răm rắp nghe theo lời người ta thạch khoan nói gì cũng phải nghe nấy một người phụ nữ như cô ta làm sao có thể đầu được với những nhân vật lớn như thạch khoan nhất định không thể nghe theo lời ông ta cô ta nói con của tôi không bệnh không tật gì vẫn đang khỏe mạnh yên ổn tại sao vừa uống thuốc của các người liền ngã bệnh như thế các người muốn hại chết con trai tôi để giết người diệt khẩu có đúng không đám đông ngơ ngác nhìn nhau sao cô ta lại nói như vậy? Sao lại còn liên quan đến cả chuyện giết người diệt khẩu? Thạch Văn Bình thấy sự việc sắp bị bại lộ bèn vội và ngăn cô ta lại, cô nói năng linh tinh cái gì đấy? Cái gì mà con cô không bệnh không tật, vẫn đang khỏe mạnh yên ổn? Mọi người đều có thể thấy, lúc đến, bệnh tình của con cô đã ở giai đoạn nguy kịch rồi. Người phụ nữ nọ cắn răng, nói Thạch Văn Bình, nói năng đừng có mà bịp bợm đổi trắng thay đen như thế. Tình hình thực tế là như thế nào, mọi người đều biết rõ cả. Có phải là anh muốn gạt tôi không? Thấy tình hình dần trở nên mất kiểm soát, Thạch Khoan bèn lên tiếng cướp lời chặn hỏng trước, xem ra người mẹ này vì lo lắng cho con mà đau lòng quả độ, thần chí đã hơi không tỉnh táo. Người đâu, mau đưa cô ta và con trai vào phòng tạm thời nghỉ ngơi đi. Ông ta vừa dứt lời, ngay lập tức có bốn nam nhân viên bảo vệ vây quanh họ. Trên mặt người phụ nữ kia lộ ra vẻ sợ hãi, cô ta biết Thạch Khoan đang chơi chiều không ăn mềm thì ăn cứng. Một người phụ nữ yếu đuối như cô ta làm sao có thể đầu lại được với bốn năm bảo vệ có thân hình cường tráng. Thấy người phụ nữ đó sắp bị đưa đi, giang sách bèn sải bước đến đó, đứng chắn trước mặt cô ta. Anh mỉm cười, nói, hình như người ta không muốn đi cùng các người thì phải. chương 395, ha ha, các người đúng là vọng tưởng. Thạch khoan cau chặt mày lại, bác sĩ Giang, chỗ này không có phận sự của cậu, mau tránh. Ra, ha ha, ông có thể thử xem. Thạch khoan vung tay lên, năm tên bảo vệ kia liền lao đến chỗ giang sách. năm tên bảo vệ kia có thân hình cường tráng, tên thấp nhất cũng cao đến 1m96, tên nào tên này đều cao hơn giang sách một cái đầu, còn là một đầu năm, không ai nghĩ giang sách có thể đấu lại họ. Tân Uẩn vội vàng hô lên, giang sách, anh đừng có khoe mẽ tài năng nữa. Vừa dứt lời, một luồng gió xẹt qua, đám đông xung quanh không ai có thể nhìn thấy Giang Sách có động tác gì, chỉ thấy năm tên bảo vệ kia cùng đồng loạt ôm bụng, khuỵu gối nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cũng may là thể lực của họ đủ khỏe, nếu đổi lại là người thường thì e là đã ngất xỉu từ lâu. "Roi." Nắm đấm của Giang Sách không phải là trò đùa. Thạch Khoan thầm thấy kinh ngạc, ông ta chỉ biết y thuật của Giang Sách cao minh, nhưng thực sự không ngờ bản lĩnh của anh lại lớn đến như vậy. Lúc này người phụ nữ đứng đằng sau giang sách đã nổi giận cô ta hô lên thạch khoan ông dám qua cầu rút phán chơi cứng với tôi ư được lắm nếu ông đã bất nhân thì đừng trách tôi đây bất nghĩa cô ta quay người lại cao giọng nói với tất cả các bác sĩ đang có mặt ở đó tôi nói cho mọi người biết một chuyện người mà các người tưởng là chính nhân quân tử thạch khoan thạch văn bình ấy thực ra cả hai bố con họ đều là loại ngụy quân tử con trai tôi vốn không có bệnh gì hết chỉ là tôi đã nhận của bọn họ 50.000 nhân dân tệ, đồng ý phối hợp với bọn họ diễn một vở kịch. Vì thế, bọn họ đã bảo con trai tôi giả vờ bị bệnh, cố tình bôi nhỏ bác sĩ Tân Huẩn để nhà họ Tân trở thành trò cười của mọi người. Sau đó, chỉ cần Thạch Văn Bình cho con trai tôi uống chút gì đó, cho dù có là nước trắng cũng có thể chữa trị khỏi bệnh cho con trai tôi. Như vậy, bọn họ vừa có thể dẫm đạp lên, nhà họ Tân để trèo lên cao, vừa có thể khiến danh tiếng của Thạch Văn Bình vang xa hơn. Những lời vạch trần của cô ta thực sự rất độc. Âm mưu của bố con nhà họ Thạch bị phơi bày một cách triệt để, không thể che giấu được một chút nào nữa. Ba chữ đạo đức giả đã hằn sâu vào xương tủy của bố con họ, đời này kiếp này họ sẽ bị người đời xỉ vả. Bấy giờ đám đông mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hóa ra chuyện này là vậy ư? Tôi đã nói rồi mà, bác sĩ Tân là nữ hoa đà, sao có thể không nhìn ra một chút bệnh trạng nào chứ, quá bất thường hóa ra là không có bệnh nhưng lại giả vờ bệnh, ai mà chẩn đoán được chứ. Còn Thạch Văn Bình nữa, bệnh mà ba anh ta không khám ra được mà anh ta có thể khám ra ư, suýt chút nữa tôi đã tin đấy. Thạch Khoan, Thạch Văn Bình đúng là tiểu nhân, đạo đức giả. Ba con nhà họ Thạch bị đám đông chỉ trích, danh tiếng mà họ vất vả tạo dựng trong bao nhiêu năm qua đã bị lật đổ chỉ trong một đêm. Ban đầu họ vốn muốn khiến Tân Uẩn thân bại danh liệt, khiến danh tiếng nhà họ Tân bị hủy hoại nhưng đến cuối cùng họ lại tự chuốc lấy ê chề, nhà họ thạch bọn họ lại biến thành người chịu thiệt nhất. Ha ha, thật mỉa mai làm sao? Thạch khoan nổi giận, chỉ vào người phụ nữ, nói, mọi người hãy bình tĩnh, tôi xin thề là mình tuyệt đối không làm chuyện để hèn bị ổi đó, tất cả đều do cô ta bịa đặt. Tôi biết rồi, chắc chắn cô là quân cờ do Tân Uẩn và Giang Sách sắp xếp, đến đây phối hợp đóng kịch với bọn họ, các người muốn vu khống, hủy hoại thanh danh của nhà họ thạch chúng tôi. Ha ha, các người đúng là vọng tưởng. Lão già Thạch Khoan này đúng là đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn cắn ngược lại, tâm cơ này đúng là không phải người bình thường có thể có được. Đám đông đang có mặt ở đó cũng không khỏi choáng váng. Bọn họ không biết nên tin tưởng người phụ nữ kia hay tin tưởng Thạch Khoan. Đúng lúc này, người phụ nữ kia lại bật cười ha hả, Thạch Khoan, tôi biết ngay là ông sẽ trở mặt mà. Nói rồi, Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, ông tưởng là tôi không có chuẩn bị gì ư? Vốn dĩ tôi đã lo là sau khi xong chuyện, ông sẽ không đưa tiền cho tôi, vì thế tôi đã âm thầm ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Bây giờ vừa khéo có thể tung thứ này ra. Chương 396, hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Mọi người hãy cùng nghe Thạch Khoan chính nhân quân tử trong lòng các vị đã giao dịch với tôi như nào nhé. Sắc mặt Thạch Khoan lập tức trở nên xám xịt. Đừng không được bật nó lên. Nhưng đã không còn kịp nữa. Người phụ nữ kia đã ấn nút bật, giờ chiếc bút ghi âm lên cao, điều chỉnh âm lượng lên nấc cao nhất. Âm thanh của cuộc giao dịch giữa cô ta và Thạch Khoan truyền đến tại của tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường một cách không thể rõ ràng hơn. Đêm thì tôi còn tâm thì lạnh. Thạch Khoan đã tung hoành ở Giang Hồ mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ông ta rất đài thế thảm như vậy. Tính kể qua lại, cuối cùng lại tự hại chính mình một đời anh minh bị hủy hoại trong một đêm xong rồi xong thật rồi tất cả các bác sĩ đang có mặt ở đó đều nhìn thạch khoan bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường không còn gì để nói nữa mắng ông ta cũng sợ bẩn miệng mình có người thở dài cảm khái hai vừa nãy tôi còn nói xấu bác sĩ tân nghĩ lại thật muốn tát chết chính mình hóa ra bác sĩ tân mới là một bác sĩ giỏi vô tội nhất lương thiện nhất biết suy nghĩ cho người bệnh nhất chúng ta đều sai rồi thua vì đã tin vào những lời của kẻ tiểu nhân. 3. Chỉ chưa đầy 10 phút mà thái độ của mọi người đã thay đổi 180 độ. Tân Uẩn có cảm giác như mình đang đi tàu lượn siêu tốc, đi xuống rồi lại đi lên, như đi xuyên qua mây và sương mù, một cảm giác rất không chân thực. Nếu lúc này cô ấy rời đi thì làm sao có thể chứng kiến một màn đặc sắc như thế này? May mà Giang Sách đã giữ cô ấy ở lại. Chỉ có điều, Tân Uẩn cùng tò mò tại sao Giang Sách lại biết chuyện sẽ xảy ra sau đấy. Anh cứ như nhà tiên tri có thể dự đoán được tương lai vậy, quá thần kỳ. Người phụ nữ nọ quay lại chỉ vào mặt Thạch Văn Bình, nói tên xấu xa xảo trá này, anh còn không mau lấy đơn thuốc ra, rốt cuộc anh đã cho thằng bé uống cái gì. Những bác sĩ khác cũng ảo ảo phụ họa tán đồng, yêu cầu Thạch Văn Bình lấy đơn thuốc ra. Việc đã đến nước này, mọi âm mưu đều đã bị bại lộ, Thạch Văn Bình cũng không còn gì để che giấu nữa. Anh ta gào lên, "Các người muốn đơn thuốc đúng không? Người đâu, lấy ra cho cô ta xem." Lập tức có người mang đơn thuốc tới. Người phụ nữ nọ xem không hiểu nên đem cho các bác sĩ khác xem. Sau khi mọi người xem xong đều không khỏi cau mày, thuốc trên đơn thuốc này đều là thuốc an thần dưỡng tâm. Thành thật mà nói, không uống cũng không sao mà uống vào cũng không sao hết. Không những thế, thuốc này còn có tác dụng bồi bổ thân thể không có gì có hại cả hơn nữa những loại thuốc này đều là thuốc có dược tính ôn hòa không thể gây hại cho người uống uống vào chỉ như uống nước đường nâu ai có thể đột nhiên phát bệnh vì uống một bát nước đường nâu chứ hoàn toàn là chuyện vô căn cứ mọi người đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu thạch văn bình cười khẩy thế nào bây giờ cô đã tin những gì tôi nói rồi chứ ngay từ lúc đầu tôi đã nói rồi Đơn thuốc của tôi không có vấn đề gì hết mà cô cứ khăng khăng đòi xem. Bây giờ cô đã xem nó rồi đấy, có gì để nói không? Người phụ nữ kia tỏ vẻ đầy nghi hoặc, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu không phải thuốc của Thạch Văn Bình có vấn đề thì tại sao đứa bé lại ngủ mê man? Không tỉnh. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu thì Giang Sách đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó và nói, "À đúng rồi, tôi đã nhớ ra một chuyện." chương 397, Giang sách có làm chuyện gì quá đáng không? Mọi người lập tức trở nên yên lặng. Bọn họ nhìn Giang sách với vô vàn những biểu cảm, cảm xúc khác nhau, cười khổ, phẫn nộ, bất lực, cao hứng, bái phục, khinh bỉ. Những cảm xúc đó được bộc lộ hết trên khuôn mặt của họ. Ai mà tin được lời Giang sách nói chứ? Vì rõ ràng anh là người châm cứu mà anh có thể quên ư. Đến kẻ ngốc cũng biết Giang sách đang tương kế tự kế, cố tình châm cứu rồi tính toán dở cho đứa bé kia ngủ, ủ cái nồi đó cho Thạch Văn Bình, tạo nên sự khủng hoảng về lòng tin của người phụ nữ kia đối với anh ta. Chuyện bọn họ làm vốn đã không phải chuyện gì sạch sẽ, minh bạch nên hai bên khó tránh khỏi việc nghi kỵ lẫn nhau. Vừa bị giang sách dùng kể ly gián, bọn họ đã lập tức trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau, hại người mà cũng tự hại mình. Thạch Văn Bình tức đến nỗi cả người cũng run lên. Anh ta thở hổn hển, chỉ vào giang sách nói anh 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 được lắm giang sách anh cố ý dùng đứa bé này làm mồi nhử để tính kế chúng tôi giang sách giang hai tay ra tỏ ra vô tội nói tôi là một bác sĩ làm sao tôi có thể lấy bệnh nhận ra làm mồi nhử được tôi thật sự chỉ có ý tốt châm cứu cho đứa trẻ để nó nghỉ ngơi một lúc chỉ là lúc đó đồng người ồn ào nên nhất thời quên mất thôi tất nhiên là không có ai tin lời giang sách nói nhưng bọn họ cũng không thể nói được gì Giang sách có làm chuyện gì quá đáng không? Không hề. Anh chỉ tốt bụng, khiến đứa bé đó ngủ mê man, chỉ là thời gian ngủ không đúng lắm mới khiến bố con nhà họ Thạch và người phụ nữ kia xảy ra xung đột. Cũng phải trách y thuật của bố con nhà họ Thạch không đủ cao siêu, không thể nhìn ra mánh khóe của giang sách. Thực ra, đừng nói là bố con nhà họ Thạch, cho dù tất cả các bác sĩ đang có mặt ở đó bao gồm Tân Huẩn cũng không thể tìm ra nguyên nhân bởi vì giang sách đã dùng một phương pháp châm cứu đặc biệt được ghi chép trong cuốn bát quái khí châm ngoài anh ra thật sự không có người thứ hai có thể nhìn ra được gì một cơn gió lạnh thổi tới thạch khoan thạch văn bình và cả người phụ nữ kia đều cảm thấy ớn lạnh ba người bọn họ đã tính toán xong xuôi muốn cùng đối phó tân uẩn bố con nhà họ thạch sẽ có được danh tiếng tốt người phụ nữ kia thì nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh hai bên cùng có lợi nhưng cuối cùng họ lại tự cắn xé lẫn nhau vì kế phản gián của Giang Sách, ba người họ đều đã thân bại danh liệt, sau này không dám ngẩng mặt làm người nữa. Đây gọi là tâm địa xấu xa hai người sẽ nhận lại kết cục xấu. Thạch Văn Bình chỉ vào người phụ nữ kia, gào lên, đồ ngu ngốc có tầm nhìn hạn hẹp nhà cô, tôi đã bảo cô là đừng nôn nóng, chuyện này cứ từ từ giải quyết mà cô cứ khăng khăng đòi làm ở Mỹ lên cơ. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta đều chẳng thu được lợi ích gì người phụ nữ đó cúi đầu cũng không biết nên nói gì giang sách nhún vai nói cũng không còn sớm nữa tôi thấy hơi buồn ngủ rồi tôi quay về nghỉ ngơi trước đây sau này mọi người có duyên sẽ gặp lại anh bước đến bên cạnh tân uẩn mỉm cười nói thế nào tân uẩn vốn muốn tỏ ra lạnh lùng một chút nhưng cuối cùng lại không khỏi bật cười nỗi bực tức của ngày hôm nay cuối cùng cũng có chỗ chút ra quá thoải mái bao nhiêu năm qua nhà họ Tân đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, họ luôn bị nhà họ Thạch ức hiếp. Hôm nay nhà họ Thạch bày ra một bàn tiệc, hồng môn yến, nhà họ Tần suýt chút nữa đã thân bại danh liệt, cũng suýt chút nữa đã bị hủy hoại hết tất cả. May mà có giang sách. Người đàn ông này, luận về mưu trí hay bản lĩnh hay y thuật, anh đều thể hiện được hết trong tối ngày hôm nay. Phụ nữ sẽ đem lòng yêu mến người mà mình sùng bái. Cuống hồ, đêm nay giang sách còn, anh hùng cứu mỹ nhân. Tân Uẩn vốn đã có thiện cảm với Giang Sách, trải qua sự việc tối hôm nay, trái tim của cô ấy đã hoàn toàn bị Giang Sách khóa chặt, không bao giờ có thể động lòng với những người đàn ông khác nữa. Giang Sách, cảm ơn anh. Khụ khụ, hình như có gì đó không đúng. Không đúng ở đâu cơ. chương 398, anh trai tốt. Giang Sách nở nụ cười xấu xa, cô quên chuyện chúng ta đánh cược với nhau rồi à? Bây giờ tôi thắng rồi, cô nên gọi tôi là gì nhỉ? Lúc bình thường Tân Uẩn là một cô gái lạnh lùng như băng, lúc này cô ấy lại đỏ bừng cả hai. Má, cảm giác cơ thể nóng như lửa đốt. Không, không cần phải vậy chứ. Sao nào, người làm chủ nhà họ Tân lại không biết giữ chữ tín, nói lời không giữ lấy lời như vậy ư? Chật, Tân Uẩn cúi đầu, bày ra vẻ ngại ngùng e thẹn chỉ con gái mới có, dáng vẻ đáng thương đó ai nhìn cũng phải thấy thương tiếc. Hàm răng cô ấy trắng muốt, khẽ cắn lên cánh môi hồng hồng mềm mại. Tân Uẩn cất giọng nói lanh lảnh trong trẻo như tiếng chuông bạc, khẽ gọi anh trai tốt. Nữ thần băng giá hóa ra cũng có lúc dịu dàng đáng yêu như vậy. Dù sao Tân Uẩn cũng là con gái. Ở trước mặt người khác, cô ấy có thể tỏ ra vô cùng cao ngạo và lạnh lùng. Chỉ có ở trước mặt Giang Sách, cô ấy mới có thể cảm nhận được cảm giác nhỏ bé như một chú chim non. Nhưng đáng tiếc là, Giang Sách chỉ coi cô ấy như một cô em gái. Nếu có thể thực ra Tân Uẩn không hề muốn gọi anh là anh trai tốt, mà cô ấy muốn mặc bộ hỉ phục màu đỏ, đầu đội khăn trùm đầu đỏ dành cho cô dâu, gọi anh một tiếng, ông xã. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Tân Uẩn được Giang Sách đánh thức, kéo lại về hiện thực. Sau tất cả thì Giang Sách là người đàn ông đã có gia đình. Nghĩ đến đây, Tân Uẩn lại cảm thấy rất tủi thân và buồn bực. Từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng thích một người con trai nào tại sao, tại sao người đàn ông đầu tiên mà cô ấy thích lại là một người đã có vợ? Ông trời đối xử với cô ấy thật bất công. Hai, Tân Uẩn sầm mặt xuống, sự đau đớn và chua xót trong lòng mình chỉ có mình cô ấy biết. Chúng ta quay về thôi. Được. Hai người họ quay người bước ra khỏi đám đông, ngồi lên xe quay về y quán nhà họ Tân. Các bác sĩ khác cũng lần lượt rời đi, hội giao lưu y thuật nhảm nhí gì đó vốn không cần phải tiếp tục nữa không ai muốn tiếp tục qua lại với bố con nhà họ thạch đạo đức giả khiến người ta thấy kinh tởm bác sĩ tân đi rồi tôi cũng đi đây sau này tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi rách nát này nữa đúng sau này tôi cũng sẽ không bao giờ tham gia hội giao lưu y thuật nữa trừ phi nhà họ thạch rất đài nhà họ tân thượng vị nếu không tôi sẽ không bao giờ đến nữa đâu đám đông phẫn nộ rời khỏi đó thạch khoan cũng không ngăn họ lại còn gì để mà ngăn nữa bản thân ông ta đã thân bại danh liệt nếu còn cố tình ngắn họ lại sẽ chỉ khiến họ chê cười ông ta thêm thôi thạch văn bình hỏi ba chẳng lẽ chuyện này cứ kết thúc như vậy sao thạch khoan không nói gì nhưng từ ánh mắt giận dữ của ông ta có thể thấy rằng ông ta căm hận tân uẩn và giang sách đến tận xương tủy sớm muộn gì cũng có một ngày ông ta khiến hai người đó phải chết mặc dù thanh danh đã bị hủy hoại nhưng địa vị của thạch khoan vẫn còn đó tiền tài của cải của ông ta vẫn còn đó tân uẩn giang sách hai người cứ chờ mà xem cùng lúc đó vào lúc nửa đêm trong tòa nhà văn phòng của công ty chính nhà họ đinh các giám đốc thuộc ban điều hành cấp cao đang thảo luận về kế hoạch tiếp theo bọn họ đã thảo luận cả một ngày rồi trước mắt việc phá rỡ và xây dựng lại đã hoàn thành được một phần ba nhiệm vụ tiếp theo sẽ khó khăn và gian khổ hơn mỗi một đường đi nước bước đều phải hết sức cẩn trọng. Khi cuộc họp sắp kết thúc, người đứng đầu nhà họ định ninh trọng, ngồi xuống uống ngụm nước, sau đó tiện miệng hỏi, mọi người còn gì muốn nói không? Không có thì chúng ta tan họp đi. chương 399, kết cục rất thảm, Đinh mộng nghiên siết chặt nắm tay, cơ hội đến rồi. Cô lên tiếng, ông nội, cháu có một chuyện muốn nói với ông. Ồ, có chuyện gì vậy? Là chuyện liên quan đến em trai của Giang Sách Giang Mạch ạ à? Vừa nghe đến hai chữ giang sách là đinh trọng lại thấy buồn bực. Khó khăn lắm dạo gần đây mới giữ khoảng cách được với tên ôn thần đó, sao đang yên đang lành lại nhắc đến cơ chứ? "Cháu nói đi." Hai, Đinh Mộng Nghiên sắp xếp từ ngữ, chậm rãi nói, cách đây không lâu đã xảy ra một chút chuyện, mộ phần của giang mạch bị người ta phá hoại, trước mắt chiếc bình đựng cho cốt đã được giang sách mang về nhà. "Cháu muốn dành một phần đất ven sông Tây Giang để xây dựng một nghĩa trang lớn." chuyên dành cho người qua đời trong họ nhà chúng ta. Đương nhiên làm vậy cũng là để giúp đỡ giang sách, đây là chút tâm tư ích kỷ của cháu. Đinh Mộng Nhiên đã trình bày chuyện này một cách thẳng thắn. Có được hay không thì phải xem ý Đinh Trọng. Chuyện này à, Đinh Trọng đặt chén trà xuống, thầm tính toán trong lòng. Thực ra việc cắt một khu đất làm nghĩa trang không khó, chỉ cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các ban ngành phía trên là được. Vấn đề là, tại sao ông ta phải giúp đỡ giang sách? đây là vấn đề mấu chốt mặc dù giang sách là cháu rể của ông ta nhưng từ trước đến nay những chuyện anh làm đã có chuyện nào khiến ông ta thấy thoải mái đầu lúc nào anh cũng đối đầu với ông ta chính vì lý do đó tại sao đinh trọng lại phải giúp đỡ giang sách chứ ông ta cười khẩy một tiếng cố tình tỏ ra khó xử nói việc sử dụng mỗi một mảnh đất như thế nào đều đã được định trước cháu không thể thay đổi nó theo ý cháu muốn được hơn nữa không phải là giang nam không có khu quy hoạch chuyên để xây dựng thành nghĩa trang chỉ vì một mình giang sách mà đặc biệt xây dựng riêng cho cậu ta ư cậu ta là hoàng đế à cần gì phải làm quá lên như vậy ông ta nói như vậy rõ ràng là không muốn giúp rồi đinh mộng nhiên thở dài thực ra cô cũng đã nghĩ đến kết quả này từ sớm rồi chỉ là cô vẫn không cam lòng vẫn muốn thử một lần xem sao bây giờ xem ra kết quả thử nghiệm đã thất bại ngay lúc bầu không khí đang có chút ngượng ngùng khó xử thì một bóng người vội vã bước vào đó là cháu trai của đinh trọng đinh phong thành anh ta bước vào với vẻ mặt lấm lem đất ngồi vào chỗ của mình trên mặt viết đầy hai chữ không vui những người đang có mặt ở đó biết nguyên nhân là gì tất cả mọi người đều cúi đầu không ai muốn đụng chạm đến nhân vật này cuối cùng vẫn là đinh trọng lên tiếng trước ông ta biết rõ rồi còn cố tình hỏi phong thành có chuyện gì vậy Ninh Phong Thành thở dài, nói bằng giọng khá khó chịu, còn có thể là chuyện gì chứ? Chẳng phải là chuyện phá rỡ và cải tạo lại tiểu khu đế hào sao? Hôm nay cháu đã đến thuyết phục người dân sống ở đó bằng những lời lẽ mềm mỏng nhất, ai ngờ đám người khốn nạn đó lại đuổi cháu ra ngoài, còn đập nát những món quà mà cháu mang đến nữa chứ? Thật quá đáng, không thể bắt nạt người ta đến mức đấy chứ? Đinh Trọng lúng túng ho khan, cũng không biết nên nói gì thực ra vấn đề này đã làm khó nhà họ đinh khá lâu mãi mà không tìm được cách giải quyết không biết đã phải bao nhiêu người tới khuyên ngủ thuyết phục nhưng chẳng ai có kết quả tốt đẹp cả bị ném ra ngoài đã là khách sáo lắm rồi đấy trước đây có một nhân vật cấp cao của nhà họ đinh qua đó liền bị người dân nhất dưới tầng hầm cả một đêm suýt chút nữa đã chết đói trong đó thực ra nếu là một tiểu khu bình thường thì đinh trọng hoàn toàn không cần phải quan tâm chỉ cần cầm lệnh phá rỡ và cải tạo của phòng quản lý và xây dựng đô thị đến cưỡng chế phá rỡ là được. Ai dám chống đối hay phản kháng nào, bọn họ sẽ cho kẻ đó ra bã ngay. Trên thực tế, những chuyện như vậy Đinh Trọng đã làm vô số lần. Nhưng chiêu này không thể áp dụng với tiểu khu đế hào được, lý do là vì người dân sống trong tiểu khu đó đều là những người không giàu thì cũng có địa vị cực kỳ cao. Mặc dù tiểu khu này không lớn lắm, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 30 hộ gia đình. Nhưng mỗi hộ đều là một biệt thự đơn lập với sân vườn ở phía trước và bể bơi ở phía sau, nhà nào nhà nấy đều rất rộng. Trong đó có 4 trong số 10 người, người giàu có nhất ở Giang Nam sống trong tiểu khu này. Không phải phú hào thì cũng là lãnh đạo lớn làm ở văn phòng thành phố, thân phận và địa vị đều rất tôn quý, là người mà một gia tộc hạng 2 như nhà họ Đinh không thể chọc vào. Vì thế, làm sao bọn họ dám cưỡng chế phá dỡ được? Cưỡng chế phá dỡ chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả không cưỡng chế được thì điều duy nhất có thể làm là làm công tác tư tưởng cho 30 hộ dân này, để bọn họ chủ động hợp tác. Nhưng làm sao có thể thuyết phục họ được đây? Phong cảnh của khu đó vô cùng tốt, lại có những ngôi nhà cổ, người ta đã sinh sống ở đó mấy chục năm rồi, anh muốn phá rỡ nhà người ta ra, người ta sẽ đồng ý chắc. Người ta cũng chẳng thèm để chút tiền đền bù phá rỡ còn con của anh vào mắt thì tại sao người ta phải hợp tác với anh? chương 400, rõ ràng là một cái bẫy to. Chỉ cả Đinh Tử Ngọc vẫn luôn đứng đằng sau im lặng không nói bỗng, tốt bụng, đề nghị, ông nội, cháu có một cách hay, vô cùng nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện? Đinh trọng sửng sốt, cách hay thì dễ hiểu rồi, nhưng nhất cử lưỡng tiện là sao? Cách hay gì? Nói ông nghe thử. Đinh Tử Ngọc cố ý nhìn về phía Đinh Mộng Nghiên, dùng giọng điệu quái đản nói, theo những gì cháu biết, khu vực quanh tiểu khu đế hào cực kỳ đẹp, hơn nữa quy mô không tính lớn nhưng cũng không nhỏ mà chúng ta tạm thời không biết phải phá bỏ và di rời thế nào. Vậy cháu nghĩ, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, tặng tiểu khu này cho em ba, cải tạo nó thành khu nghĩa trang. Quy mô vừa đúng, diện tích xanh hóa cũng đạt chuẩn, không cần tốn công cải tạo quá nhiều, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đề nghị này, tất cả mọi người rơi vào im lặng, mấy nhân viên cấp cao âm thầm che miệng cười trộm, Đinh Tử Ngọc đúng là một bụng ý xấu mà. Thuận nước đầy thuyền cái gì chứ? rõ ràng là cô ta muốn hãm hại đinh mộng nghiên muốn phá bỏ và di rời mảnh đất kia đã đủ khó rồi nói chi đến việc cải tạo nó thành khu nghĩa trang cô muốn cải tạo khu nhà cũ của người ta thành nơi ở của người cõi âm u ha ha đùa nhau hả chỉ sợ đinh mộng nghiên chân trước vừa bước vào giải thích xong thì chân sau đã bị đá ra ngoài một kẻ xảo trá như đinh trọng sao có thể không nhìn ra mục đích của đinh tử ngọc mặc dù có hơi đê tiện nhưng nếu làm vậy thì quả thật có thể đạt được hai mục đích thứ nhất chặn miệng đinh mộng nhiên đỡ phải nghe cô than van oán giận thứ hai bào mòn nhuệ khí của đinh mộng nhiên gần đây hành vi của cô trong công ty có hơi điên rồi đinh trọng gật đầu quay sang nhìn đinh mộng nhiên ông cảm thấy tử ngọc nói rất có lý mộng nhiên thì sao cháu thấy thế nào không phải cháu rất muốn giúp chồng mình hả bây giờ cơ hội bày ra ngay trước mắt rồi đó nếu cháu đoạt được mảnh đất này thành công thuyết phục 30 hộ gia đình kia chuyển đi, vậy ông sẽ đồng ý với ý kiến lúc trước của cháu. Cháu thấy sao? Rõ ràng là một cái bẫy to. Nhưng chuyện đã tới nước này, dù biết trên núi có bẫy thì hổ vẫn phải leo lên thôi. Nếu mất đi cơ hội lần này, Đinh Mộng Nhiên sẽ không còn cơ hội nào để giúp giang sách nữa. Vì chồng, cô quyết định liều một phen. Được, cháu đồng ý. Tốt. Đinh Trọng chỉ Đinh Phong Thành, đưa danh sách và phương thức liên lạc của chủ nhà 30 hộ gia đình kia cho Mộng Nghiên, tiện cho em nó làm việc. Đinh Phong Thành cười mở ám thành tiếng, sau đó lấy ra một tờ danh sách dài, đẩy tới trước mặt Đinh Mộng Nghiên. Em ba, nhớ giữ cho kỹ đấy. Anh chúc em có thể phất cờ báo thắng lợi, thành công thuyết phục toàn bộ 30 hộ gia đình. Giúp ông chồng tự đưa tới cửa của em làm ít chuyện. Ha 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 tất cả mọi người trong phòng cùng nhau bật cười khanh khách, không một ai cho rằng Đinh Mộng Nhiên sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, trừ phi là Đại La Kim Tiên chuyển thế, nếu không, chẳng kẻ nào làm được chuyện này cả. Đinh Mộng Nhiên cầm tờ danh sách trong tay, rơi vào trầm tư. Đêm khuya, trăng treo trên cao, từ bụi cỏ truyền tới tiếng kêu nho nhỏ của đám mèo hoang. Đinh Mộng Nhiên lái chiếc Ferrari mới mua cách đó không lâu về nhà. Sau khi đậu xe ngay ngắn, cô lê lết tấm thân mỏi mệt không chịu nổi tới trước cửa đẩy cửa bước vào